Xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với buổi livestream của Simi và nhóm Việt có Tim. Hôm nay chúng ta sẽ trao đổi cập nhật thông tin về dự án Catalyst với một số thông tin cập nhật về Fund 10 sắp tới. Hôm nay chúng ta sẽ có phần trình bày của bạn Hà Nguyễn thuộc nhóm Việt có Tim. Như các bạn đã biết thì dự án Catalyst là một cái dự án chuyên cấp vốn và hỗ trợ các cái ý tưởng về khởi nghiệp ở trên nền tảng Cardano. Đến giờ phút này dự án Catalyst đang có cỡ khoảng độ 1,2 gần 1,3 tỷ ADA rồi. Và chúng ta đã có 9 fund cấp vốn rồi. Fund tiếp theo sẽ là fund 10 và fund 10 sẽ khởi động vào ngày 21 tháng 6 tới, tức là còn khoảng độ 3 hôm nữa gì đó, khoảng 3 hôm nữa chúng ta sẽ có. Và fund 10 này dự kiến sẽ có khoảng độ 50 triệu ADA sẽ được cấp vốn cho các cái ý tưởng mới lần này. Khác với 9 fund trước thì fund 10 lần này có rất nhiều sự thay đổi, từ ở vị thế những người mà nộp ý tưởng đến những người thẩm định ý tưởng, đến các vị thế voter, đặc biệt là ở cái vị thế gọi là thẩm định ý tưởng. Thì những cái sự thay đổi lớn của cái fund 10 sắp tới này nó sẽ quyết định rất nhiều đến vị thế của chúng ta, những người mà lựa chọn những vị thế kiếm ADA không đồng, đúng không nào? Trong cộng đồng của chúng ta trong tuần vừa rồi thì mình cũng chia sẻ cho các bạn về cái cơ hội mà chúng ta đầu tư ADA với số tiền là không đồng. Thì thói quen bản năng là chúng ta thường tham gia một thị trường, tham gia một kênh đầu tư là chúng ta sẽ bỏ tiền. Thì Cardano có rất nhiều các cơ hội mà các bạn có được ADA với không đồng, thì Catalyst một trong những ví dụ đó. Thì bên cạnh những cái buổi mà chia sẻ những kiến thức livestream hiện tại thì nhóm Cardano.vn chúng tôi cũng thường xuyên dịch thuật các cái bài nói về Catalyst, đặc biệt là các cái buổi thao hầu hàng tuần. Thì các bạn có thể đón xem trên kênh Cardano.vn nhé. Phần trình bày của bạn Hà Nguyễn sẽ bắt đầu ngay sau đây. Và trong quá trình mà bạn Hà trình bày thì anh chị em nào mà có câu hỏi thì cứ đặt câu hỏi trên nhóm chat, thì chúng tôi sẽ thu thập thông tin và sau đó thì sẽ trả lời các bạn vào cuối cái buổi trao đổi này. Còn không để các bạn đợi lâu nữa thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn cái phần trình bày của bạn Hà Nguyễn. Hà, em có thể share cái slide của em được? Dạ. Yeah. Xin mời bạn Hà. Dạ, anh em nhìn thấy cái slide rồi, em view nó lên. Dạ. Ok, done. Rồi, mời bạn Hà. Dạ, cảm ơn thầy Hùng. Cảm ơn các anh chị em hôm nay đã dành thời gian đến đây để tham gia cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Thì mình là Hà Nguyễn. Hôm nay thì mình xin phép là chia sẻ về các cái cập nhật quy định mới về Catalyst Fund 10. Thì, đầu tiên thì mình cũng xin giới thiệu sơ về mình một xíu. Thì mình là Hà Nguyễn, mình là founder của Rolski Đồ 39, đồng thời mình cũng là thành viên của Việt có Tim và Project. Thì mình có kinh nghiệm làm PA, VPA và phân biệt proposal. Mình cũng là một cái người là đã được cấp vốn trong Catalyst. Mình cũng có theo học một số các khóa học của Emugle và Cardano Foundation. Thì hôm nay thì cũng mong là được gặp gỡ mọi người và có thể là chia sẻ với mọi người cái thông tin về Catalyst cũng như là những cái kinh nghiệm mà mình đã từng tham gia vào Catalyst. Thì dựa trên những kinh nghiệm đó mình sẽ trả lời những cái câu hỏi của các bạn ngày hôm nay. Thì đầu tiên thì trước khi mình cập nhật cái thông tin về Fund 10 thì mình cũng xin phép các bạn là có thể là mình sẽ dành vài phút để mà mình đi qua về các cái vị thế trong Catalyst. Vì có thể là có những cái anh chị em mình ở đây là chưa bao giờ là nghe đến Catalyst ha. Thì ở đây thì như mọi người biết là Cardano là để phát triển cái hệ sinh thái của mình thì có một cái vòng, có đưa ra một cái dự án đó là gọi Project Catalyst. Thì đây là một cái gọi là có thể gọi là một cái DAO lớn nhất ở DAO, một hệ quản trị DAO lớn nhất ở trong blockchain hiện tại. Thì đây cũng là một cái dự án thử nghiệm để là thử nghiệm cái sự mà vote và quản trị khi tập trung sau này của Cardano. Thì một vòng gọi vốn của Catalyst thì nó diễn ra trung bình là khoảng là 3 tháng, thì bao gồm các cái công đoạn là từ là đệ trình sàng lọc, đánh giá, thẩm định, bỏ phiếu ra kết quả và cấp vốn. Thì Catalyst nhắm đến mục tiêu là cho Việt lựa chọn đề xuất phù hợp nhất để cấp vốn cho cộng đồng và hướng tới cái việc xây dựng quản trị phi tập trung. Thì trên đây thì mọi người cũng nhìn thấy ha, thì ở đây là có xuất hiện một số các cái vị thế ở đây, như là ngay cái giai đoạn mà nộp đề xuất thì sẽ có người đề xuất này, rồi cái giai đoạn đánh giá thì sẽ có một cái người gọi là PA, mà sắp tới là Fund 10 nó sẽ chuyển qua là CR, rồi kế tiếp là cái giai đoạn đánh giá lại cái bản đánh giá của cái người PA này, đó chính là giai đoạn thẩm định đó là VPA. Thì kế tiếp sau khi mà VPA và PA đã xong cái phần đánh giá đó thì sẽ tới cái phần gọi là bỏ phiếu của voter và DRep. Thì kế tiếp mình sẽ giới thiệu về những cái vị thế này trước cho các bạn ha. Mình xin lỗi không biết mọi người nghe có rõ không ạ? Nghe rõ thế này. Dạ, dạ, cảm ơn Tài. Dạ, kế tiếp là về người đề xuất ha. Mình nói về vị thế người đề xuất thì đây là cái người mà đệ trình ý tưởng lên Catalyst để được cấp vốn tài trợ. Thì người đề xuất thì họ khi mà đề xuất lên thì họ sẽ có được một cái cơ hội để biến ý tưởng của mình thành hiện thực mà không cần phải tự mình bỏ vốn. Và ở Catalyst nó đặc biệt một cái nữa là quỹ Catalyst là tài trợ phi lợi nhuận không hoàn lại ha, và cũng không có bắt mình phải cam kết chia lợi nhuận. Và người đề xuất thì có thể là mình sẽ nhận được lương trong cái ngân sách mà mình đã đề xuất, và mình sẽ có cơ hội để giúp cho đội nhóm của mình gia tăng thêm thu nhập. Đó là những cái mặt lợi của một cái người đề xuất. Thì trung bình một đề xuất thì bạn có thể xin được một cái tài trợ từ vài ngàn đô cho đến vài trăm ngàn đô, cũng có khi là lên đến cả triệu đô. Thì đây là một cái vị thế cũng rất là hấp dẫn ha. Thì ngoài cái phần thu nhập và cái cơ hội mà hiện thực hóa ước mơ của mình thì cái người đề xuất sẽ có thêm một cái cơ hội là hợp tác với nhiều đội nhóm giàu kinh nghiệm và các cái tổ chức lớn khác cùng tham gia trong quỹ Catalyst. Ngoài ra thì người đề xuất sẽ còn được học hỏi cái kinh nghiệm như là vận hành dự án, rồi các cái cách làm việc của những cái đất nước ở phương Tây hoặc các những cái quốc gia khác ngoài Việt Nam mình ha. Kế tiếp là một cái vị thế, đó là người đánh giá đề xuất là PA. Đây là cái người là sẽ làm nhiệm vụ là kiểm tra và đánh giá lại cái tính khả thi cũng như tính tác động, tính minh bạch của những đề xuất mà cái người đề xuất đã đề trình lên Catalyst. Thì mục đích là nhằm giúp cho các cái người voter và DRep, tức là những người mà đang nắm giữ ADA, những người có thể tham gia vào cái việc bỏ phiếu và ra quyết định một cách đó là nó hiệu quả và nó chính xác, lựa chọn được đúng cái đề xuất mà để cấp vốn và tài trợ. Thì thường thì một cái công việc đánh giá đề xuất nó sẽ diễn ra trong 1 đến 2 tuần với một cái mức thù lao là cực kỳ hấp dẫn. Thì nó dao động từ 20 đô cho đến 1.500 đô trên một bản đánh giá, là tùy theo năng lực, đó là dựa trên cái số mà Hà thống kê được hồi những cái phân trước ha. Thì phân 10 mình sẽ có một số các cập nhật liên quan đến là cái thù lao của cái người làm PA, thì chút nữa mình sẽ chia sẻ cụ thể với mọi người. Thì ở trong Catalyst nó có một cái hay nữa là bất kỳ ai cũng có thể trở thành một cái người đánh giá đề xuất, là chỉ cần mình chăm chỉ và có kinh nghiệm, có kiến thức về kinh doanh và quản trị hoặc là kiến thức về công nghệ. Đến một vị thế kế tiếp nữa, đó là cái vị thế VPA, đây là gọi là cái người đánh giá đề xuất mà giàu kinh nghiệm. Đây là cái người kiểm tra các cái bản đánh giá của PA và tham gia phân xử đúng sai khi xảy ra tranh luận giữa PA và người đề xuất. Thì thường là một cái công việc mà đánh giá đề xuất thì nó diễn ra trong khoảng 1-2 tuần. Và đánh giá lại cái bản đánh giá của PA sẽ diễn ra trong 1 đến 2 tuần. Thì cái mức thù lao cũng khá là hấp dẫn, đó là khoảng 1 đô trên một bản đánh giá hợp lệ. Thì hồi phân trước nó là tối đa là 5.000 bản. Thì cũng đã từng có cái người Việt Nam là thu nhập được 6.000 đô trên một tuần để làm trong cái vị thế là làm VPA. Thì ở phân 10 cũng có một số các cái thay đổi liên quan đến VPA, thì lúc nữa mình sẽ chia sẻ sau. Thì khi mà mình làm lúc trước để làm được một VPA thì mình sẽ làm được PA trong 2 vòng gọi vốn với cái tỷ lệ good và excellent cao, thì mình sẽ được Catalyst gửi email để làm VPA ha. Thì VPA thì cái thời gian, cái cường độ làm việc nó sẽ cao và cái thời gian trong một cái khoảng thời gian ngắn, nhưng là đây cũng là một cái vị thế khá là thú vị và học hỏi được rất là nhiều kiến thức hay và kinh nghiệm. Thì hồi trước Hà cũng may mắn là cũng được tham gia vào cái vị thế VPA này. Cái tiếp là một cái vị thế nữa, đó chính là cái người bỏ phiếu là voter. Người bỏ phiếu này chính là cái người mà nắm giữ cái đồng ADA. Thì cái đồng đây là một cái đồng coi quản trị của hệ sinh thái Cardano mà nó có quyền biểu quyết yes no về cái việc là cấp vốn tài trợ. Thì cái thời gian bỏ phiếu thì thường diễn ra trong khoảng 2 tuần. Thì điều kiện để một cái cổ đông được tham gia bỏ phiếu là phải sở hữu từ trên 500 ADA trong một ví. Thì phần thưởng cho cái người bỏ phiếu á, thì nó sẽ thay đổi theo mỗi cái vòng gọi vốn, thì tùy vào cái số lượng ADA nắm giữ trong ví tại thời điểm mà người ta nắp sót ha. Thì voter là một cái nhân vật rất là quan trọng vì nó đóng góp trực tiếp vào cái sự phát triển của hệ sinh thái Cardano, cũng như là giúp hiện thực hóa cái ước mơ tạo ra một cái xã hội bình đẳng và phi tập trung. Một vị thế kế tiếp đó chính là người được ủy quyền đại diện bỏ phiếu, đây được gọi là người DRep, DRep ha. Thì đây là một cái người đại diện cho những cái voter tham gia bỏ phiếu. Thì voter là những cái người mà nắm giữ ADA thì họ sẽ có cái quyền biểu quyết, thì họ sẽ ủy quyền một cái phần quyền biểu quyết đó hoặc là toàn bộ cái quyền biểu quyết, quyền bỏ phiếu đó của mình cho DRep. Thì DRep thì sẽ là những cái người rất là giàu kinh nghiệm và uy tín cao trong cộng đồng, thì có kiến thức chuyên môn sâu rộng để mà có thể đánh giá được đề xuất và ra quyết định bỏ phiếu một cách hợp lý nhất. Thì bất kỳ ai cho đến bây giờ thì cái thông tin được biết thì bất kỳ ai cũng có thể trở thành DRep hết. Thì chỉ cần là người đó có đủ năng lực và tự tin công khai được cái lý do lựa chọn và bỏ phiếu, lựa chọn cái phiếu bầu trước cử tri. Thì trước đây thì ở Fund 9 thì Hà có tham gia vô cái vị thế DRep, gọi là mình chỉ có đăng ký thôi, thì có tham gia vào workshop thì người ta có chia sẻ là một cái phần thưởng tối đa cho DRep là khoảng là 3.000 đô ha, 3.060 đô, và nó có cái giới hạn cái quyền biểu quyết tối đa mà mình được nhận ủy thác đó là 1%, và bỏ phiếu cho ít nhất từ 60 đề xuất đến 20 đề xuất thử thách. Thì đó là những cái vị thế trong Catalyst, là như nãy giờ mình đi qua thì mọi người đều thấy là tất cả những cái vị thế trong Catalyst này thì nó đều đem đến cho mình ít nhiều một cái khoản thu nhập. Nó cũng là một cái cơ hội học hỏi cho mình, và cũng là một cái nơi mà giúp cho mình có thể tìm ra ADA, mình có thể lấy cái thu nhập đó để mình mua ADA, để mình có thể là mình tích trữ ADA trong những cái mùa như là DAO chain chẳng hạn. Thì kế tiếp thì mình cũng đưa cái phần vấn đề chính, cái chủ đề chính của ngày hôm nay ha, đó chính là cái phần là cập nhật về Catalyst trong Fund 10. Thì như nãy thầy Hùng cũng có nói qua, đó là cái phần tổng ngân sách của Fund 10 là nó là 50 triệu ADA. Thì nếu như mà quy theo tỷ giá hiện tại thì nó cũng khoảng là 13 đến 16 triệu đô, thì nó cũng tương đương với những cái vòng gọi vốn trước. Thì cái Fund 10 đợt này nó sẽ khác so với những cái Fund trước là cái phần mà ngân sách thì mình khi mình đệ trình lên Catalyst thì mình sẽ phải tính, và ngân sách cũng sẽ được giải ngân bằng ADA luôn. Lịch trình của Fund 10 thì thể dự kiến là nó sẽ bắt đầu chính thức là ngày 21 tháng 6. Thì từ ngày 22 tháng 6 cho đến ngày 13 tháng 7 là cái thời gian mà mình được quyền nộp proposal và chỉnh sửa. Thì sau đó sẽ có một cái giai đoạn là người ta sẽ loại bỏ những cái proposal, những cái bản đề xuất mà được viết ráp hoặc là nộp để giữ chỗ nhưng không có nội dung. Thì sau đó thì sẽ đến ngày 20 tháng 7 cho đến ngày 20 tháng 8. Thì đó là cái giai đoạn là community review, tức là đây là cái giai đoạn là dành cho cái PA với VPA hoạt động các bạn. Thì trong cái Fund 10 thì PA sẽ không còn nữa, mà sẽ đổi qua là CR và một người thay thế cho VPA, đó chính là moderator ha. Thì trong giai đoạn mà từ 20 tháng 7 cho đến là 20 tháng 8 thì sẽ có level 0 và level 1 sẽ là đánh giá trong 2 tuần. Rồi sau đó mình sẽ có 1 tuần cho level 2 gọi trách, level 2 CR, level 2. Và sau đó thì sẽ có 1 tuần để mình chỉnh sửa, để sắp xếp và chuyển qua cái giai đoạn tiếp theo, đó chính là cái giai đoạn bỏ phiếu. Thì giai đoạn bỏ phiếu nó sẽ diễn ra từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 14 tháng 9. Sau đó thì cái kết quả bỏ phiếu sẽ được công bố vào ngày 21 tháng 9. Thì trên đây là cái lịch trình dự kiến của Catalyst. Kế tiếp thì mình muốn nói qua về cái challenge trong Catalyst Fund 10. Thì có thể có những anh chị mới ở đây thì chưa hiểu challenge là gì thì mình cũng nói qua. Thì challenge ở đây chính là cái chủ đề ha, cũng như là giống như là cái đề bài vậy đó. Thì Catalyst họ sẽ chia ra nhiều các cái chủ đề là cái nơi để mình nộp cái bản đề xuất của mình vào tùy theo từng chủ đề. Thì ở Fund 9 là đã có kết quả vote và cho là có 10 cái challenge như trên đây là sẽ diễn ra trong Fund 10 này. Và có thêm một cái tin vui nữa là trong Fund 10 này sẽ cộng thêm 3 challenge setting mới nữa. Đó chính là Open Catalyst. Rồi đây là có 3 challenge mới nữa ha mọi người. Thì phân bổ ngân sách cho 13 challenge thì như trên bảng đây mọi người nhìn thấy ha, thì tổng ngân sách của mình đó là 50 triệu ADA cho quỹ Catalyst Fund 10. Thì ở đây sẽ là phân bổ ở đây như mọi người nhìn thấy, thì có những cái challenge này ở đây. Thì trong đó tổng của cái phần ngân sách này tính ra là 46 triệu ADA ha, khoảng 46 triệu ADA. Thì cái phần còn lại trên lệch đó là cái phần đó sẽ là để là trả thưởng cho anh em mình ở trong cộng đồng ha, trả thưởng cho những cái vị thế như hồi nãy Hà có nói qua. Thì rồi ở đây thì Hà cũng có dựa trên cái challenge của Catalyst và những cái thông tin chi tiết trong những challenge thì có tổng hợp ra cái bảng như ở đây để cho mọi người nhìn có gọi là nó tổng thể hơn. Thì trong phần 10 á thì nó sẽ như vậy là mình sẽ có tới 13 challenge. Thì có một cái quy định mới trong cái Catalyst Fund 10 này, đó là cái số tiền đề xuất tối thiểu cho một cái bản đề xuất là 15.000 ADA và thời gian thực hiện một đề xuất hoặc là một dự án nó sẽ lên tới là 12 tháng thay vì như trước đây là khoảng 3 tháng hoặc 6 tháng. Rồi cái challenge mới là Catalyst Open á, thì đây là một cái challenge mới thêm vào ở phần 10, thì cái số tiền mà đề xuất tối đa cho một cái đề xuất đó chính là 75.000 ADA. Thì ở đây thì như mình thấy ha, nó sẽ có vì cái bảng này 13 challenge nó cũng hơi dài nên Hà cắt làm 2 slide. Thì slide đầu á là 7 challenge này. Thì trong đây là có cái challenge là Product and Integration ha. Thì đây là một cái challenge liên quan đến những cái sản phẩm và những cái công cụ tích hợp, mà người ta đặt ra vấn đề là những cái sản phẩm hoặc là công cụ tích hợp nào thì có thể là được phát triển và cải tiến để có cái tác động lớn hơn đến cái hệ sinh thái Cardano và cung cấp được cái nhiều cái use case hơn, nhiều cái trường hợp sử dụng hơn cho Cardano, làm phong phú hơn ha. Thì challenge này sẽ dự kiến là có cái ngân sách đó là 9 triệu ADA. Rồi một cái challenge thứ hai đó chính là challenge DAO Cardano ha. Thì những cái công cụ ở đây đó, cái vấn đề đặt ra là những cái công cụ nào thì có thể được cung cấp để cho phép tạo và vận hành các DAO hiệu quả đó. Rồi cái challenge thứ ba, là Atalalism thì DAO ecosystem. Thì ở đây thì việc thành lập một nhóm đề ra một cái, ở đây thì những cái này mọi người thấy có thể là nó là những cái nó hơi cứng nè, cái nội dung nó vẻ hơi cứng, nhưng đây là gọi là như người ta ray lên cái vấn đề ha, để cho mình xoay quanh cái vấn đề này, mình nộp cái bản đề xuất của mình vào để giải quyết vấn đề. Thì ở đây cái câu hỏi đặt ra đó là cái việc thành lập một nhóm mà có các bên liên quan đại diện cho một hệ sinh thái phi tập trung của Atala để học hỏi và phát triển hiệu quả thì sao, tức là mình sẽ có những cái đề xuất mà liên quan đến cái việc đó, là mình kêu gọi cộng đồng là tham gia vào những cái khóa học tiên phong của Atalalism ha, đây những khóa học về DAD chẳng hạn đó, hoặc là có những cái hoạt động mà liên quan đến việc trao đổi thông tin liên quan đến cái công cụ mà DAD. Rồi ở đây thì cái ngân sách của cái phần số 3 này nó sẽ khoảng là 3 triệu ADA. Thì ở đây thì mình có viết cụ thể hết những cái nội dung, thì chắc mình cũng đọc nhanh qua ha để tiết kiệm thời gian. Chút nữa nếu mọi người có câu hỏi á, thì mình sẽ đi chi tiết hơn. Thì cái challenge số 4 á, thì nó liên quan đến việc là mình nghiên cứu ra những cái nghiên cứu hoặc những công cụ phần mềm nào thì có thể cải thiện được cái hệ sinh thái cơ sở hạ tầng cho các nhà phát triển và giúp việc phát triển cũng như mở rộng được cái quy mô nó dễ dàng hơn. Thì challenge này nó sẽ chiếm là 8 triệu ADA, có ngân sách là 8 triệu ADA. Rồi đến cái challenge số 5 này thì là challenge này sẽ đưa một vấn đề là chúng ta thì có thể xây dựng một hệ sinh thái nguồn mở do cộng đồng sở hữu, khả thi về mặt thương mại để thúc đẩy tăng trưởng, mở rộng cơ hội và tăng tính minh bạch của dự án trên toàn cầu hay không. Thì ở đây cái challenge này sẽ là 3 triệu ADA ha. Kế tiếp là một cái challenge nữa đó chính là SPO tool ha. Thì đây là một cái challenge là đưa ra cái vấn đề là làm cách nào để cho chúng ta có thể hỗ trợ các dự án hiệu quả để xây dựng một hoặc là hỗ trợ hệ sinh thái hoặc cộng đồng SPO. Thì trong cái challenge này sẽ bao gồm những cái đề xuất là liên quan đến việc phát triển những công cụ cho SPO hoặc là những cái event, những cái sự kiện, những cái hoạt động cộng đồng, làm sao phát triển được xây dựng và phát triển được cái hệ sinh thái và cộng đồng của SPO. Thì cái challenge này sẽ có cái tổng ngân sách đó là khoảng 4 triệu ADA. Rồi cái challenge kế tiếp á, là nó sẽ là challenge này nó sẽ có cái chủ đề á, là làm cách nào để mà chúng tôi triển khai hỗ trợ các cái công cụ và cơ sở hạ tầng phát triển cho các cái nhà phát triển, và làm cách nào để mà chúng ta có thể biến chúng thành lựa chọn đầu tiên khi xây dựng và đổi mới và cộng tác trên DRep. Đây, cái challenge này á, thì nó sẽ chiếm cái ngân sách là khoảng là 6 triệu ADA ha. Rồi kế tiếp đó là mình có thêm đó là 6 challenge nữa. Thì cái challenge thứ 8 là nó sẽ là làm cách nào để cho là chúng ta có thể làm cho hệ sinh thái NFT thì dễ tiếp cận hơn bằng cách tạo ra các cái công cụ triển khai NM KPI trên DEP API ha. Thì challenge này thì cũng là khoảng là 394.000 ADA. Rồi một cái challenge nữa là challenge liên quan đến phát triển gọi là cải thiện và cũng như là onboarding, tức là onboarding cái vị thế DRep. Thì trong đây nó đặt ra hai cái vấn đề, đó là làm cách nào để đạt được thứ nhất là sự tham gia của rep họ đa dạng và nhiều, tức là đa dạng ở nhiều quốc gia hoặc là nhiều lĩnh vực, nhiều ngành nghề hoặc là nhiều vị trí địa lý ở khắp nơi trên thế giới, làm sao có thể xuống thu hút được rep ở nhiều lĩnh vực, nhiều vị trí. Rồi cái thứ hai nữa là làm sao là cái việc ủy quyền cho DRep nó trở nên đơn giản và phù hợp hơn. Thì cái challenge này á, thì cũng đang là để thử nghiệm, cho nên là khoảng là 394.000 ADA ha. Một cái challenge nữa cũng khá là hay là challenge về liên quan đến là sinh viên và những cái người là start up. Thì đây là một cái challenge là làm cách nào để mà mình tăng được cái số lượng người đề xuất Catalyst hoặc là kỹ sư hoặc là những người khởi nghiệp. Tức là cái challenge này sẽ thu hút cái những cái kỹ sư hoặc là những cái nhà khởi nghiệp mới hay là những cái học sinh sinh viên để là tham gia vào challenge này. Thì dưới challenge này có một cái quy định, đó là cái bản đề xuất của mình đó là tối đa là mình xin 10.000 đô, và cái người mà tham gia đề xuất này phải có cái gọi là cái thẻ sinh viên á, hoặc là một cái trang web hoặc là một cái gì liên quan đến trường học. Đó thì nó cũng có cái ngân sách đó là khoảng 394.000 ADA. Rồi ở dưới đây mình sẽ có 3 cái challenge mới của Fund 10 đợt này. Đó là cái challenge số 11 là Open Catalyst. Thì nó đưa ra cái vấn đề á, là những cái ý tưởng gì mà mình cần nghiên cứu cơ bản trước khi bắt đầu phát triển. Rồi làm cách nào mà chúng ta có thể tạo ra một cái không gian cho những cái ý tưởng về dự án không có phù hợp với bất kỳ thách thức hiện tại nào khác. Và ngoài ra thì cái Catalyst Open cũng sẽ tập trung hỗ trợ cái hệ sinh thái mảng cùng mở. Thì nếu như mà đi sâu hơn thì cái challenge này chính là cái nơi mà để cho là đề xuất lên những cái vị thế là điều hành Catalyst, hoặc là duy trì những cái hoạt động liên quan xoay quanh đến cái việc điều hành Catalyst ha. Thì cái ngân sách của nó là 1.400.000 ADA. Rồi thêm một cái challenge số 12 đó chính là về Catalyst Catalyst Fund Operation ha. Đây là một cái challenge nêu lên cái vấn đề là Catalyst và cộng đồng á, thì họ cần một cái sự ổn định và chắc chắn trong việc tiếp cận cái nguồn tài trợ đổi mới. Thì cái thử thách này, cái challenge này nó sẽ đề cập đến cái hoạt động và bảo trì liên tục của Catalyst Fund. Tức là có một cái vấn đề xảy ra là có những cái người đề xuất họ đề xuất trong cái vòng gọi vốn này cho một cái challenge đó. Tuy nhiên là qua cái vòng gọi vốn kế tiếp thì cái challenge đó nó không có được mở ra, tức là cái chủ đề nó không có được đưa ra nữa. Thì họ không có nơi để mà họ nộp cái đề xuất để mà duy trì cái dự án của họ. Thì ở cái cái thử thách số 12 này nó sẽ là đưa ra cái vấn đề để mình nghị luận và làm cách nào có những cái ý kiến sáng kiến nào để mình duy trì hoạt động và mình bảo trì cái liên tục cái Catalyst Fund, và đưa ra một cái nơi mà giúp cho là nó ổn định và nó chắc chắn hơn. Đây thì cái ngân sách của cái challenge số 12 này là khoảng 2 triệu ADA ha mọi người. Rồi tới cái challenge số 13 thì cái challenge này á, là nó khuyến khích cho những cái đề xuất nào mà nó liên quan đến cái việc là nghiên cứu và phát triển để cải tiến cái công nghệ của Catalyst nhằm vào cái việc đó là phục hồi phục vụ tốt hơn cho nhu cầu của cộng đồng. Thì challenge này nó sẽ chiếm cái ngân sách đó là 3,5 triệu ADA ha. Rồi ở đây mình có một số cập nhật về cái Fund 10 nữa. Ngoài cái phần challenge đó thì là mình sẽ có là tất cả những có một cái thông tin nữa là mình sẽ muốn các cái anh em proposer của mình, những cái người chuẩn bị viết đề xuất nộp trong Fund 10 mình chú ý ha. Đó là tất cả những cái đề xuất á, mà mình nộp trong Catalyst Fund 10 thì nó phải có cái gọi là SOM, Tức là cái mốc quan trọng á, cái bảng mà kê cái mốc quan trọng giống như cái roadmap á, và nó phải được duyệt cái mốc quan trọng này, cái roadmap này nó phải được duyệt thì mình mới là được giải ngân, mặc dù là mình đã được cấp vốn. Ví dụ như mình dự án của mình đã được là cộng đồng vote là ok sẽ được tài trợ vốn, tuy nhiên mình phải nộp SOM để mà được phê duyệt qua thì mình mới được nhận cái tài trợ. Thì ở những cái phân trước á, không phải những phân trước là mới hợp phân chính vừa rồi thì có áp dụng thử nghiệm SOM á, thì cái SOM này á, là đối với những cái dự án mà thuộc cái challenge đề áp hoặc là cái challenge liên quan đến sản phẩm và tích hợp á, thì mới phải, hoặc là những cái dự án nào mà có cái nguồn vốn mà nguồn ngân sách mà xin tài trợ là trên 75.000 đô thì mới cần nộp cái phần SOM này. Nhưng ở phần 10 á, thì mình sẽ phải nộp SOM ha, cho tất cả các dự án luôn. Thì như vậy á, thì mà khi mà cái dự án được tài trợ cấp vốn thì phải có SOM, thì Catalyst Cardano họ check và họ phê duyệt thì mình mới được bắt đầu thực hiện. Và sau đó thì hàng tháng á, mình sẽ phải gửi một cái bản báo cáo về bên Lead Report và cái POA, tức là cái bằng chứng về đã hoàn thành cái mốc quan trọng mà nêu ở trong SOM á, thì sau đó sẽ được Catalyst phê duyệt. Nếu mà chỉ những cái dự án nào mà được phê duyệt SOM nè, được phê duyệt báo cáo hàng tháng và cái POA thì mình mới được giải ngân. Thì do đó là phân 10 này sẽ hơi khó hơn. Cho nên là do đó thì mình cũng khuyến nghị là các bạn roboser, những cái bạn làm đề xuất thì mình cần làm trước cái SOM, mình vẽ ra roadmap và mình lên cái kế hoạch phát triển sản phẩm dự án một cách thực tế nè, dễ hiểu và có thể kiểm chứng ngay trong cái giai đoạn mà mình đang chuẩn bị và viết đề xuất này luôn. Để tránh cái trường hợp á, là sau khi mình nộp đề xuất mình được duyệt rồi mình mới quay lại mình viết SOM thì nó rất là khó, nó không có khớp với lại cái kế hoạch mình đã đề ra trong đề xuất á, thì nó sẽ khó mà được phê duyệt để được giải ngân tiền. Do đó mình hãy lên cái kế hoạch ngay cái từ đầu để mà mình có một cái SOM chuẩn chỉnh thì mình sẽ thuận tiện được hơn trong cái việc mà mình báo cáo, kiểm tra cũng như là chứng minh cái kết quả mà mình đã hoàn thành theo các cái cột mốc quan trọng một cách mà mình dễ dàng, rõ ràng, hợp lý và logic. Thì lúc đó cái cơ hội mình được giải ngân nó sẽ đến dễ dàng hơn và mình không tốn quá nhiều công sức. Thì mọi người lưu ý là tất cả những cái khoản tài trợ cho dự án phân 10 chỉ được là phân phối dựa trên cái việc á, là mình đã nộp cái monthly report và nộp cái bằng chứng về các mốc quan trọng. Thì sắp tới thì Catalyst họ sẽ đưa ra cho mình một cái tài liệu để mình hỗ trợ và hướng dẫn mình để làm cái SOM này cũng như là làm cái POA này ha. Thì nếu như có thông tin đó thì mình lại chia sẻ cho cộng đồng. Thì có một số các thông tin khác liên quan đến phân 10 nữa. Đó chính là phân 10 á, thì chúng ta sẽ chưa có áp dụng cái vị thế DRep. Thì có thể là cái phần áp dụng về DRep này nó sẽ bắt đầu từ phân 11. Thì tức là từ phân 11 mình mới có thể là mình ủy quyền cái quyền biểu quyết của mình cho các cái anh chị làm DRep. Rồi từ phân 10 thì trên cái giao diện app voting của mình á, thì các cái đề xuất nó sẽ không được sắp xếp với cái số điểm cao nhất được hiển thị đầu tiên nữa, mà nó sẽ thay vào đó là nó sẽ hiển thị theo cái thứ tự ngẫu nhiên. Thì đây mọi người thấy nè, đây là một cái voting app người ta update random cái proposal list ha, là cái proposal của mình nó sẽ hiển thị theo thứ tự ngẫu nhiên chứ không phụ thuộc vào điểm số. Ở những cái phân trước á, thì những cái proposal nào, những cái bản đề xuất nào mà được 4 điểm, 5 điểm, những cái điểm xếp hạng xa cao á, thì nó sẽ được hiển thị đầu tiên, nó ảnh hưởng đến cái việc ra quyết định vote của voter. Thì phần này thì để làm cho minh bạch và công bằng hơn á, thì tất cả sẽ là hiển thị theo thứ tự ngẫu nhiên. Và thứ ba thì một cái thay đổi thứ ba nữa đó chính là đề xuất á, thì cũng sẽ không có cái hiển thị xếp hạng sao trong cái màn hình ngoài cùng. Tức là ai mà đã tham gia vào cái việc bỏ phiếu ở những phần trước thì chắc mọi người biết á, là sẽ có một cái danh sách những cái proposal. Khi mình click vào một cái challenge thì nó sẽ ra cái danh sách những cái bản đề xuất, và bên cạnh cái tên bản đề xuất đó thì nó sẽ có luôn cái điểm sao cho mình luôn. Thành ra là sẽ có nhiều người không vào đọc bản đề xuất mà dựa vào cái điểm đánh giá đó, giống như là tin tưởng PA và VPA tuyệt đối cho nên là không có đọc cái nội dung proposal, là chỉ có dựa vô cái sao đó và vote yes hoặc vote no luôn. Thì như vậy nó cũng dẫn đến cái việc đó là vote nhiều khi nó cũng chưa có được chính xác á. Cho nên á, là khi qua phân 10 á, thì cái đề xuất nó sẽ không có hiển thị cái xếp hạng sao trong cái màn hình ngoài cùng. Ngoài ra thì khi mà vote trên cái app voting á, thì voter mình bắt buộc phải click vào cái bản đề xuất đó để đọc cái bản đề xuất. và mình nhấp vào cái phần mở rộng bảng đề xuất để mình xem cái điểm số đánh giá và mình đọc nội dung các cái bảng đánh giá. Thì cái phần điểm số nó sẽ được chia nhỏ thành từng cái tiêu chí đánh giá của cộng đồng để cho mình theo dõi luôn. Và những cái mà đánh giá tốt xấu hay là những cái phản biện của Roboser thì lần này nó sẽ công bố luôn, công khai luôn cho tất cả cộng đồng mình có thể xem được. Nó sẽ khác so với những phần trước, thì phần trước đó là những cái phần mà phản biện á, với của Roboser với lại PA á, thì thường là sau khi VPA họ loại bỏ những cái đánh giá không có được tích cực á, thì nó sẽ không có những cái ý kiến mà dẫn ra những cái điểm tiêu cực của Roboser, nó sẽ không đến tay được cộng đồng được. Thì lần này là sẽ công khai hết toàn bộ. Rồi, thứ năm trong cái phần cập nhật về Catalyst phần 10 á, đó là những cái thông số tính toán cái voting power thì nó sẽ được công bố cách rõ ràng trước khi diễn ra cái thời gian bỏ phiếu. Và cái phần mà cái ảnh chụp màn hình, tức cái nắp shop á, bạn đi ảnh chụp nhanh cái nắp shop cái quyền lực vote của mình trong ví á, thì nó sẽ được tính toán và được xuất bản ngay sau khi mà hoàn tất luôn, để cho mình biết được là những cái ví nào thì nó có cái quyền chi phối là khoảng bao nhiêu ha. Thì lúc đó thì bất kỳ một cái bên thứ ba nào quan tâm thì họ cũng có thể là độc lập chụp ảnh chụp nhanh trên, có thể độc lập là sử dụng cái ảnh chụp nhanh mà EOG họ công bố đó để họ chạy nốt, và họ có thể là check được cái ảnh đó là nó có thật hay không, nó có phải là ảnh mà có thể check được hay không. Đó, thì do đó thì mọi người sẽ thấy á, là cái việc bỏ phiếu ở trong cái phần 10 á, nó sẽ diễn ra một cách minh bạch hơn, nên các cái Roboser cũng các cái người viết đề xuất á, thì mình sẽ cần phải nỗ lực nhiều hơn trong cái việc mình marketing để cộng đồng biết đến cái bản đề xuất của mình nhiều hơn. Kế tiếp thì có một số những cái thay đổi thì nó liên quan đến PA và VPA ha. Thì trong đây cũng có một số thông tin thì có thể là Catalyst họ chưa có công bố chính thức á. Chỉ là mình đọc được những cái trao đổi trong những cái cuộc họp, thì một phần mình chuẩn bị lại có đó thì mình tổng hợp lại đây. Thì PA á, thì sẽ là đổi thành CR, tức là Community Reviewer ha. Thì mỗi một cái người CR này thì sẽ bị cái giới hạn cái số lượng đánh giá ở mỗi phần. Thì theo như thông tin không thanh biết thì có thể là sẽ là 80 bản đánh giá trên một cái user CR ha. Thì trong đó thì CR level 0 và level 1 trong cái thời gian mà đánh giá 1 tháng đó, nó sẽ được là đánh giá trong 2 tuần là CR level 0 và level 1. Rồi sau đó thì sẽ có 1 tuần cho level 2 họ check và 1 tuần chỉnh sửa sắp xếp để chuyển qua giai đoạn tiếp theo. Rồi phần thưởng cho mỗi cái bản đánh giá trong cái phần 10 này sẽ là cố định ha. Thì như thông tin mới cập nhật đây nhất đó là 17 ADA trên một bản đánh giá cho những người làm level 0 và 33 ADA trên một bản đánh giá cho những CR là level 1. Thì không có cái extra reward ha. Thì những cái phần trước á, thì mọi người thấy là khi mình đánh giá vào những cái proposal khó hoặc là những cái proposal sau đó được đề xuất nó được duyệt tài trợ á, thì mình sẽ được thưởng thêm một cái phần tiền. Thì nó sẽ không có, phần này sẽ không có cái phần thưởng bổ sung cho các bạn đánh giá nữa. Ngoài ra thì cái cách tính thưởng CR sẽ được đơn giản hóa, dễ hiểu hơn và công bằng và có thể dự đoán được, tức là họ ra cái cố định luôn. Rồi nó sẽ khác với cái phần trước, đó là ở cái phần trước thì mình thường là không có dự đoán được cái thu nhập của mình từ cái PA, từ một bản đánh giá, mà ngoài cái việc là có extra reward thì mình sẽ còn phụ thuộc một phần vào cái vấn đề xổ số. Tức là sẽ quay thưởng, rồi gọi là quay thưởng thôi, nhưng mà cái là cái cơ chế cổ số thì Catalyst họ không có công bố rõ nên mình cũng không rõ. Thì cái phần đó là mình sẽ có thêm cái phần thưởng nhờ cái việc đó là không phải có thêm phần thưởng là có những người sẽ được thưởng và có những người sẽ không được thưởng, tùy vào cái kết quả xổ số đó nữa. Thì các cái bản đánh giá của CR trong cái phần 10 á, sẽ không có bị phân loại thành fill out, good hay excellent nữa, mà là sẽ loại hoặc là lấy. Rồi, đây là một cái bảng tổng hợp về các cái phần thưởng cho các cái vị thế trong Catalyst phần 10. Thì đối với phần 10 á, thì như nãy mình có nói qua thì đây là CR, mình nói từ đầu luôn ha. Thì cái voting reward á, thì họ sẽ là tổng cái phần thưởng cho những cái người voter á, thì nó sẽ chiếm á, là 2.5% trong cái tổng phân, thì là khoảng là 1.250.000 ADA. Rồi. Ngoài ra thì Community Reviewer là level 0 và level 1 á, thì là sẽ là 1.250.000 ADA là cho tổng ha. Thì ở trong đó thì cái level 0 á, level 0 á, thì sẽ lên đến là 17 ADA trên một cái bảng đánh giá. Đó là lên đến, tức là tối đa là 17 ADA trong một cái bảng đánh giá của mình. Là nó sẽ chiếm tổng số các phần thưởng dành cho level 0 nó sẽ chiếm 250.000 ADA. Thì mọi người, cái cột ở bên đây là cái cột mà tổng tiền thưởng nha. Còn cái phần ở giữa này những cái phần ghi chú. Còn đây là cái tên của cái từng đó. Thì như nãy mình nói level 1 nó sẽ được thì sẽ nhận được là 33 ADA trên một cái bảng đánh giá. Rồi cái level 2 được gọi là community moderator thì sẽ là nhận được tối đa là 5 ADA trên một cái bảng đánh giá mà họ kiểm tra ha, trên một cái check đó, tức là trên một cái bảng review mà họ xem được, họ kiểm tra được. Thì ngoài ra thì ở chỗ này có hai cái phần nhỏ dưới đây nữa. Thì hai cái phần này theo như cái cách trình bày của cái bảng này á, thì Hà hiểu á, là cái người mà làm level 2 á, thì sẽ là community moderator sẽ có thêm một cái quyền lợi, đó chính là sẽ kiểm tra được cái báo cáo POA, tham gia kiểm tra báo cáo POA hàng tháng của người đề xuất nộp lên á. Thì đối với những cái dự án mà nhỏ hơn là 150.000 ADA thì là sẽ nhận được khoảng là 200 ADA trên một cái bảng POA. Rồi đối với những cái POA mà có cái phần nó lớn hơn 150.000 ADA thì sẽ nhận được đó là 300, cái phần thưởng thù lao của mình đó, là 300 ADA trên một cái bảng đánh giá POA, cái bảng POA ha. Rồi thì còn một cái vị thế nữa hồi nãy Hà cũng có nói qua, đó là cái phần challenge team ha. Challenge team là những cái người mà mỗi một cái chủ đề sẽ có một cái nhóm người là họ sẽ quản lý và hỗ trợ Catalyst trong việc là theo dõi tiến độ của dự án, cũng như là hỗ trợ Catalyst trong việc đó là ghi nhận các cái tổ chức những cái cuộc họp group offline cho người đề xuất tham gia, check tiến độ và giữ cái connect với lại những cái người đề xuất. Thì cái người thuộc challenge team này á là sẽ có 11 challenge team, thì trong đó là mỗi một cái challenge team này sẽ có 10.000 mà được nhận phần thưởng là 10.000 ADA ha, trên một team. Rồi, đây là sơ lược qua về cái thu nhập mà mình có thể, nếu như mình tham gia nhiều những cái vị thế ở trong đây thì mình sẽ có được những cái phần thưởng như vậy, là thu nhập như vậy hả mọi người. Thì cái phần mà chia sẻ của Hà thì tới đây là hết rồi. Thì cũng cảm ơn mọi người, các anh chị em đã dành cái thời gian để lắng nghe. Thì nếu mà mình có những cái câu hỏi nào hoặc là những cái phần nào mình muốn biết sâu hơn á, thì mọi người cứ nêu lên nha. Thì trong phạm vi Hà biết được thì Hà xin được phép là Hà chia sẻ lại. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Yeah, cảm ơn mọi người. Cảm ơn Hà rất nhiều. Rất nhanh nha. Mới có 30 phút à. Dạ. Yeah. Ok. Yes. Cô nói một lèo luôn. Như vậy là các bạn thấy rằng là trong Fund 10 có rất nhiều sự thay đổi. Cảm giác cái cảm giác của mình là có vẻ như là cái lợi ích nó bị ít đi sao. Cảm giác nó bị rút đi thì nhưng mà dù sao các bạn nhìn thấy là trong cái Catalyst tự chung lại thì nó vẫn mở cho chúng ta một cái cơ hội rất lớn. Là một trong những cái cơ hội lớn nhất đây chính là cái vị thế gọi là vị thế proposal, tức là nếu các bạn có những ý tưởng đóng góp vào cộng đồng, bạn cần vốn để tài trợ thì Catalyst là nơi mà các bạn có thể tiến đến. Gọi là nó sẽ đơn giản rất nhiều trong chuyện là nếu các bạn có những ý tưởng mà bạn phải đi xin nguồn vốn tài trợ từ bên ngoài rất vất vả. Nhưng Cardano là một trong những cái dự án mà blockchain mà đặc thù nhất mà mình đã từng biết đến, và Catalyst là một trong những dự án, là một trong những cái quỹ phi tập trung đầu tiên ở trong cái hệ sinh thái Cardano, trong cái hệ sinh thái blockchain nói chung. Các bạn chưa một cái nền tảng blockchain nào có một cái quỹ mà triển khai mô hình theo hướng phi tập trung giống như là Catalyst. Và chính vì điều này cho nên là mình là người đi đầu, cho nên là mình sẽ là cái người mà vừa làm và vừa học hỏi. Cho nên Catalyst đã có rất nhiều sự thay đổi, đặc biệt là cái Fund 10 này là một sự thay đổi rất là lớn so với các Fund trước. Và cá nhân mình cũng đánh giá là cái sự thay đổi này nó sẽ chưa dừng lại và Catalyst sẽ còn tiếp tục thay đổi và lột xác. Và trong cái phần trình bày của Hà, các bạn nhìn thấy là ngoài cái vị trí proposal để các bạn có thể kiếm tiền thì còn rất nhiều các vị thế khác các bạn có thể kiếm tiền. Như là vị thế CR chẳng hạn, chuyển đổi từ vị trí PA, VPA sang, rồi các bạn làm voter, các bạn làm DRep, rồi các bạn làm challenge để quản lý các challenge thì mình thấy rất là nhiều. Thì đây là một trong cái ví dụ rõ ràng nữa, là rõ ràng chúng ta hoàn toàn có khả năng bằng công sức của mình đóng góp vào cái hệ sinh thái, và chúng ta hoàn toàn có khả năng kiếm được một số lượng ADA mà không phải bỏ tiền, đúng không các bạn? Đây là cái cách kiếm tiền gọi là đầu tư không đồng, các bạn. Thì tại sao mà mình cứ nhấn mạnh cái chuyện là đầu tư không đồng này? Vì là hầu hết chúng ta có cái thói quen mà bước chân vào một cái kênh đầu tư thì thường chúng ta sẽ bỏ tiền mua token, nhưng mà Cardano là một trong những dự án rất thú vị là cho bạn những cơ hội đấy. Ngoài những ý nghĩa về mặt thu nhập đấy các bạn, khi mà tham gia Catalyst các bạn có thu nhập rồi, nhưng các bạn còn được thêm nhiều những cái thứ bên cạnh thu nhập nữa. Ví dụ như là các bạn có thể có thêm kiến thức khi mà các bạn mà lao vào để gọi là thẩm định các cái dự án, thì các bạn sẽ có cơ hội quan sát một cách toàn cảnh cái hệ sinh thái Cardano đang tiến triển như thế nào. Thì khi mà bạn có cơ hội quan sát tiền cảnh như thế, toàn cảnh như thế, thì các bạn sẽ có niềm tin hơn vào cái dự án, đúng không? Cả một cái đám đông, cả một cái cộng đồng mà người ta cứ cuốn theo dòng nước, người ta cứ đi theo như thế, thì sớm muộn gì cái dự án đấy nó cũng sẽ phát triển, nó cũng sẽ tốt lên, đúng không? Rất nhiều những cái thách thức hiện tại cái phần 10 mình nhìn thấy tiểu chung là nó đang tập trung rất nhiều vào cái chuyện là xây dựng hạ tầng để thu hút thêm các developer, những người phát triển mềm, đúng không? Rồi bên cạnh cái chuyện là kiến thức, thu nhập, thì các bạn có thể có khả năng mở rộng mối quan hệ ra nữa. Nếu mà anh em định nhúng mình vào cái ngành blockchain, định xây dựng một cái tương lai cho mình, cho cái ngành blockchain nói chung và Cardano nói riêng, thì Catalyst là một cái cơ hội để các bạn có thể bắt đầu được sớm. Các bạn không cần bỏ tiền, bỏ công, bỏ sức và bỏ trí tuệ đâu. Rồi. Thì trong cái phần của bạn Hà trình bày thì mình thấy là có rất nhiều các cái nội dung cập nhật. Thì các cái video này mà mình đã ghi lại và sẽ phát lại trên kênh YouTube của Cardano VN, thì các bạn có thể xem lại sau để nắm thêm được nhiều nội dung nữa các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước sang phần hỏi đáp nha. Có rất nhiều các câu hỏi mà các bạn lưu trên này. Đầu tiên có câu hỏi là add cho hình hỏi, admin cho mình hỏi để mà trở thành người đề xuất và người đánh giá thì mình cần có kinh nghiệm gì? Tức là bạn ấy đặt câu hỏi có hai vế, chứ là một là đứng ở vị thế proposal, hai là đứng ở vị thế CR, thì bạn ấy phải cần những cái kinh nghiệm gì? Hai có thể trả lời giúp câu hỏi này. Dạ, cảm ơn thầy. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi ha. Thì thứ nhất là về cái vị thế là người đề xuất ha, thì để mà mình trở thành người đề xuất á, thì mình cần có kinh nghiệm gì? Thì ở đây nó sẽ tùy vào cái chủ đề challenge mà bạn nhắm đến nữa. Nếu như bạn nhắm đến những cái challenge mà nó liên quan đến là cộng đồng á, hoặc là những cái phần mà nó quản trị, hay là về liên quan đến việc mà gia tăng, mình gọi là giống như là về kinh doanh á, thì mình sẽ chỉ cần những cái kiến thức mà nó là những cái kiến thức mà như mình làm việc ở công ty nè, những kiến thức mà liên quan đến là kinh doanh về tài chính, hay là về chạy cộng đồng, là marketing, thì mình có thể tham gia vào những cái challenge đó. Còn đối với những challenge mà nó liên quan đến sản phẩm như DRep nè, những sản phẩm mà tích hợp, hay là challenge mà liên quan đến tạo ra những cái công cụ mà dành cho nhà phát triển á, thì những cái đó thì nó đòi hỏi là mình phải cần có cái kiến thức cũng như cái kinh nghiệm một chút về cái phần lập trình, ha, thì tùy cái nội dung đề xuất mà mình đưa lên. Ngoài ra thì theo như Hà thấy này, để là trở thành một cái người đề xuất tốt á, người đề xuất mà dễ mà được cấp vốn á, là tốt, mà người đề xuất được dễ mà cái tỷ lệ được cấp vốn, cái phần trăm mà được cấp vốn nó cao á, thì mình nên là trải qua cái vị thế gọi là PA và VPA trước, gọi là có kinh nghiệm đã làm PA và VPA trước. Thì khi mình làm qua những cái vị thế đó thì mình sẽ có cơ hội để mình tham khảo trước những cái bản đề xuất của những cái người khác. Rồi mình từ những cái bản đề xuất đó mình sẽ nhận ra được là những cái điểm nào tốt và chưa tốt của một cái bản đề xuất. Mình sẽ học thêm được cả những cái ý tưởng từ những cái bản đề xuất đó, và mình có thể dựa trên những ý tưởng đó để mình xào nấu, mình thêm thắt vào để mình ra được cái ý tưởng của mình. Đó. Cái này không phải là gọi là đánh cắp ý tưởng đâu nha mọi người, mà ý là mình có thể nhìn thấy là người ta có một cái ý tưởng đó, người ta đề xuất lên, nhưng mà có thể là có những cái điểm nó chưa có tốt và nó dẫn đến cái việc là người đó họ không có được cấp vốn. Thì mình là người ngoài, mình đứng nhìn vào thì mình thấy là nhận ra được cái điểm mà để cải thiện cho cái bản đề xuất đó hơn, thì mình có thể là mình tham khảo ý tưởng đó và mình tạo cái bản đề xuất cho riêng mình. Đó, thì theo Hà thấy thì mình thứ nhất là gọi là nói tóm lại là nếu người đề xuất á, thì tham gia thì mình nên có kinh nghiệm về cái phần mà liên quan đến cái chủ đề cái challenge đó mà mình muốn nạp vào. Rồi là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình nên là trải nghiệm qua cái vị thế gọi là PA, VPA là bây giờ là CR đó. Trải nghiệm qua cái vị thế đó để mình nắm được, mình học hỏi được cái kinh nghiệm từ những cái đề xuất khác trước đã. Thì đó là về cái người đề xuất. Còn về PA á, tức là về cái người đánh giá dự án á, thì hiện tại mặc dù là Catalyst họ không có là yêu cầu mình á, hiện tại nha. Còn sắp tới thì có ra cái quy định cụ thể hơn về cái CR level 0, level 1 với lại level 2 hay không á, thì mình phải đợi thêm một thời gian nữa thì nó mới có ra được cái phần quy định đó. Tuy nhiên là cho đến hiện tại á, những cái người mà tham gia vào vị thế PA và VPA á, thì ở Catalyst họ không có giới hạn một cái gì hết. Tức là họ không có yêu cầu là mình phải có kinh nghiệm hay là cần phải giỏi tiếng Anh hay gì mới có thể tham gia vào được. Thì ở đây là Catalyst mở hết cho tất cả mọi người và bất kỳ ai cũng có thể tham gia. Nhưng mà để mà mình có thể trở thành một cái người PA mà nhận được thưởng, tức là mình có nhiều bản đánh giá mà được cho là đủ đạt tiêu chuẩn nhận thưởng hoặc là được xếp loại là xuất sắc á, thì mình sẽ cần phải có cái kinh nghiệm liên quan đến cái challenge và cái đảng đề xuất mà mình muốn xem. Ví dụ như nếu như mà ai trong công ty mà được làm ở những cái vị trí á, là gọi là đánh giá những cái dự án hoặc đánh giá những cái bản đề xuất của các phòng ban đưa lên á, thì mình có được cái kinh nghiệm đó thì sẽ là rất là thuận lợi cho cái việc tham gia đánh giá đề xuất trong cái Catalyst này. Còn ai mà không có thì mình có thể lựa những cái bản đề xuất mà nó dễ hơn, nó là liên quan đến việc như phát triển cộng đồng này, làm những cái công việc mà xoay quanh cái việc biên dịch hay chẳng hạn, thì mình có thể lựa những cái bản đề xuất đó để mà mình đánh giá. Thì Hà nghĩ thì những cái đó thì nếu như mà mình đã từng là nếu như mọi người cũng đã từng là tham gia hoạt động kinh doanh gì đó thì chắc mọi người cũng sẽ nắm được cái cách để mà mình nhận ra được là cái ý tưởng đó nó có khả thi hay không, rồi cái phần tài chính đó là nó có hợp lý hay không. Đó thì Hà nghĩ là cái phần PA á, thì nó không đòi hỏi nhiều kinh nghiệm nhiều lắm, thì tùy theo cái kinh nghiệm của mình thì mình sẽ lựa chọn cái bản đề xuất nó phù hợp thôi. Thì nếu bạn có kinh nghiệm về blockchain, có kinh nghiệm về phát triển sản phẩm công nghệ thì mình sẽ lựa chọn những cái đề xuất mà liên quan đến những cái ngành đó để mà mình tham gia. Xin lỗi tại em nó cũng hơi dài. Không đúng rồi, dạ. Cảm ơn. Vì mình tóm lược lại một chút thì cái câu hỏi của bạn là ở hai cái vị thế là proposal và vị thế CR thì chúng ta sẽ cần kinh nghiệm gì, thì như phần trình bày của Hà các bạn sẽ thấy là nếu bạn là muốn người nộp đề xuất ấy, thì tiệu chung lại thì bạn sẽ phải là người có một cái ý tưởng. Ý tưởng đó có thể đến từ nội tại bạn, ý tưởng đó có thể bạn nhìn đâu đó trong cuộc sống, ý tưởng đó có thể bạn thấy đâu đó trên internet, thậm chí là chính trong những cái challenge mà các bạn đọc, các bạn thấy là mọi người đề xuất chưa tốt lắm mà mình có khả năng làm tốt hơn được thì bạn hoàn toàn có khả năng đề xuất được. Thì cái quan trọng nhất là bạn cần có một cái ý tưởng và bạn có khả năng thực hiện được cái ý tưởng đấy thì bạn đều có khả năng viết cái đề xuất được. Thì các bạn đừng nghĩ cái gì đó nó cao siêu và nó ghê gớm quá các bạn, nó rất đơn giản thôi. Mình cũng đã chia sẻ cái ý tưởng này có với rất nhiều anh chị em rồi, thậm chí là cả những bạn sinh viên các bạn cũng đã hoàn toàn có khả năng viết proposal rồi. Bạn không cần phải có những kỹ năng ghê gớm kiểu là phải có kinh nghiệm lãnh đạo một dự án, bạn phải biết lập trình, không cần. Đúng không? Bạn chỉ cần có kỹ năng dịch thuật thôi chẳng hạn là bạn có khả năng có thể đề xuất một cái proposal để xin cái kinh phí dịch thuật chẳng hạn như thế. Thì biết làm sao cái ý tưởng của bạn ấy mà đóng góp cho cái sự phát triển của hệ sinh thái nói chung là bạn đã có thể proposal được rồi, nộp proposal được rồi, bạn có thể là người đề xuất được. Đúng không? Thứ hai là cái người đánh giá ấy, thì nếu bạn có kinh nghiệm thì là một lợi thế, nếu bạn có tiếng Anh là một lợi thế, nhưng mà cái điều quan trọng nhất ấy là bạn phải chấp nhận bỏ thời gian, bỏ cái tâm trí của mình vào. Cái mục tiêu cuối cùng của cái vị trí mà đánh giá là bạn phải đưa ra những ý kiến, quan điểm của cá nhân mình về cái dự án mà bạn định đánh giá ấy, xem là nó có tính logic không, nó có tính khả thi không, nó có tính thực tiễn không, và bạn đưa ý kiến của mình ra một cách công bằng, một cách có trách nhiệm, đúng không ạ? Thì thế là bạn có thể trở thành một CR được rồi. Thì đừng lo lắng quá các bạn, đừng tạo một cái rào cản cho mình, cứ bước chân nhúng mình vào là các bạn hoàn toàn có khả năng làm được. Thì học viên của mình có rất nhiều những bạn chỉ tốt nghiệp lớp 12, sinh viên đại học, các bạn đều có khả năng trở thành một cái CR được, miễn là các bạn cẩn mẫn, các bạn có thể bước chân vào được. Thì đấy là cái phần, cảm ơn Hà, cái phần tóm tắt ở hai cái vị thế. Trong này thì có một cái câu hỏi của bạn Nguyễn Duy nói là cho em hỏi là điều kiện trở thành cái CR level 1 và level 2 đánh giá của L0, L1 có giống như là của Fund 9 hay không? Hay là sẽ có những hướng dẫn mới từ Catalyst? Dạ, cảm ơn thầy, cảm ơn bạn Nguyễn Duy. Thì về câu hỏi này ha, thì đó có một số tài liệu của Catalyst thì họ chưa có công bố chính thức. Thì theo mình được biết á, thì CR mà L0 á, là cái người mà gọi là PA mà chưa có kinh nghiệm, tức là người mới, PA mới thì sẽ là CRL0. Còn CRL1 là người đã có kinh nghiệm ở những cái phần trước, là đã từng làm PA rồi. Còn L2 á, thì vẫn không biết á, là có cái yêu cầu gì đặc biệt hay không, nhưng mà cũng nghe phong thanh là có thể là phải là giống như là hoàn thành một cái khóa học gì đó của Catalyst. Thì sắp tới á, là cái quy định cụ thể á, cho các cái vị thế CRL0, L1, L2 á, thì sẽ là hoặc là cái cách đánh giá luôn, cách đánh giá dành cho phần 10 này thì nó sẽ được công bố. Thì theo như Hà biết thì khoảng ngày 13 tháng 7, tức là lúc mà sau khi mà cái bản đề xuất đã được nộp xong á, thì lúc đó sẽ có cái phần mà quy định này ra cho mọi người. Còn hiện tại thì Catalyst đang là tập trung để khởi động lại các challenge team, rồi chuẩn bị các cái quy định mới cho challenge team, cho nên là vẫn chưa có tập trung để làm được cái phần quy định này á. Cái phần master plan mà Hà vừa đưa ra thì anh tin là nó sẽ đang bị lùi lại nữa, đúng không? Dạ, cũng hy vọng là cái này. Dạ. Kinh nghiệm là các phần trước cũng có là nó phải kéo rất dài, delay khoảng một vài tháng là chuyện bình thường. Dạ. Nên là bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu là được rồi. Cái này cho anh mở rộng cái câu hỏi thêm một chút nhé. Những người làm CR, đặc biệt là những người mà mới bắt đầu ấy, thì chưa có kinh nghiệm. Thế ở cái phần mà phí là 17 ADA, tức là mình cứ tham gia đánh giá là mình được 17 ADA hay là nó có cái điều kiện gì đó? Cái này họ ghi là up to 17 ADA. Up to thì, dạ, tức là maximum đó thầy. Thì em nghĩ là nó sẽ có những cái phần tiêu chí để nó phân ra là bao nhiêu tới bao nhiêu thì sẽ được bao nhiêu ADA. Chứ không hẳn là sẽ được cố định là 17 ADA, nó sẽ có cách tính. Nếu mà nó có trường hợp là nhiều người mà quá nhiều người đánh giá một dự án thì cái budget nó lại chia nhỏ ra giống như các cái fund trước. Dạ, đúng rồi thầy. Em nghĩ là có thể là sẽ như vậy đó. Ok rồi. Khi mà cái thông tin này được public ra thì mình thấy rất nhiều bạn chia sẻ rằng là ủa sao ít thế? Đúng là ít thật. Tức là các cái fund trước ấy mà có những cái đánh giá, các bạn có những đánh giá được tới $300 ấy, các bạn nhé. $300, có những đánh giá $300, $400. Tức là so với cái giá hiện tại này $300, $400, tức là bạn đâu đấy được khoảng 1.000 ADA ấy các bạn. 1.000 ADA một đánh giá đấy các bạn nhé. Đã từng có như thế. Và bây giờ nhưng mà chính vì cái chuyện mà hồi đấy mình cũng rất phản đối cái cách làm như vậy, bởi vì là khi mà số tiền trả quá cao ấy, thì nó sẽ thu hút cộng đồng vào đó và nó sẽ có những yếu tố lừa đảo. Nói chung là không trung thực, thiếu trung thực để đạt được cái việc đó. Và rõ ràng là các fund trước, đặc biệt là fund 9 thì cái yếu tố không trung thực của các PA, VPA khá nhiều. Cho nên là đấy là lý do tại sao mà cái Catalyst lùi tới 1 năm sau khi sau đó hoàn thiện lại và mới bắt đầu triển khai fund 10. Nhưng nó thật là đến cái fund 10 này, hôm nay có ngồi trao đổi với bạn Tiến với bạn Hiệu, phải thừa nhận với nhau rằng là chúng ta sẽ còn rất nhiều việc phải làm với Catalyst. Các cái vị thế mà chúng ta chọn hiện nay nó cũng chưa chắc chắn lắm, và có rất nhiều yếu tố mà chúng ta đến giờ phút này cũng chưa rõ ràng lắm, chúng ta sẽ vẫn phải đợi. Nên là hôm nay chúng ta cứ cập nhật nội dung những cái gì đó đã được công bố rồi, thì sau đó các bạn sẽ phải tiếp tục theo đội nhóm trong cái buổi tiếp theo để có thêm thông tin nữa các bạn. Rồi chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Đức Thành là: chị cho em hỏi là mình có thể vừa đăng ký PA và vừa đăng ký làm DRep được không? Được bạn. Theo như cái workshop 1 và workshop 2 của Fund 9 vừa rồi tổ chức cho DRep á, thì là được bạn. PA thì sẽ được làm DRep. Ở workshop 1 á, thì Roboser là không được làm DRep, nhưng mà theo như thông tin mình biết thì sau đó là có một thông tin đính chính lại, không phải đính chính mà người ta thay đổi lại á, là Roboser cũng sẽ được làm DRep. Nhưng mà không được phép đánh giá. Ai làm DRep rồi thì sẽ có lợi thế rất lớn khi làm proposal đấy nhỉ. Dạ. Nhưng mà cái người làm proposer thì không có được bỏ phiếu cho các bạn, cái người làm proposer mà trở thành DRep á, thì sẽ không được bỏ phiếu cho cái bản đề xuất của mình. Thực ra cái quy định này thì nó cũng không phải ràng buộc ghê gớm lắm, đúng không? Dạ. Là hiện tại chưa có KYC để xác định rõ ràng, hoặc là rất dễ dàng có thể chuyển đổi là mình vừa làm proposal nhưng mà cái DRep mình lại chuyển cho cái người thân của mình chẳng hạn. Dạ đúng rồi. Có thể nó cũng sẽ không khó khăn lắm. Mình kia tầm. Như vậy là để trả lời câu hỏi của bạn thì là hoàn toàn có thể bạn vừa làm PA và vừa làm DRep được các bạn. Câu hỏi của Trần Thị Minh Hiếu nói rằng là có một thời gian quy định nào tối thiểu cho việc thực hiện một đề xuất không? Anh nhớ như phần trước là có nói là tối thiểu là 12 tháng à? Là tối đa thầy, là tối đa là 12 tháng. À, tức là mình lên đến 12 tháng là cho một đề xuất. Là hồi trước đó thì thường trung bình một cái đề xuất là mình đưa lên thường là kế hoạch sẽ là 3 tháng và 6 tháng. Đó, 3 tháng, 4 tháng, 6 tháng. Nhưng mà bây giờ đó là Catalyst họ có thể là sửa đổi lên là cho mình đề xuất lên tới là 12 tháng luôn. Okay, 12 tháng. Như vậy là có mức tối thiểu không? Tối thiểu á, thì không có này, không có nói tới mức tối thiểu. Nhưng mà trung bình thường mọi người hay đề xuất là 3 tháng á, để dễ phân bổ cái ngân sách rồi lập kế hoạch, nó nhìn nó sẽ logic hơn là mình làm cho 1 tháng thì người ta nói mình làm ngắn quá. Đó. Nhưng mà mình sẽ có những đề xuất sắp tới nhá, sắp tới là mình định mình nộp một cái đề xuất gọi là mở lớp dạy lập trình smart contract trên Malawi miễn phí cho cộng đồng, và mình chỉ thực hiện nó trong 1 tháng thôi. Dạ, cũng được. Một buổi dạy học thôi, sau đó mình lưu lại video, sau đó mình chia sẻ miễn phí ra thì hoàn toàn có khả năng thực hiện được mà đúng không? Dạ, có khả năng thực hiện được, nhưng mà nếu mình đề xuất có 1 tháng á, thì mình khó mà vẽ cái ngân sách ra thầy. Mình sẽ xin ngân sách tối thiểu là 15.000 ADA mà đúng không? Dạ đúng rồi thầy. À, làm vừa vui và có 15.000 ADA không đồng mà. Dạ. Quay non. Dạ đúng rồi. Các bạn, sắp tới mình sẽ làm cái đề xuất dạy Malawi miễn phí cho cộng đồng cho các bạn. Anh em bỏ phiếu đấy thì mình được 15.000 ADA, còn các bạn có kiến thức về Malawi. Yeah. Bạn ADA Lover có hỏi là chị và thầy cho hỏi là Catalyst có phải là ship 1694 không? Yeah. Hai cái này là không phải đâu các bạn nhé, hai cái này là độc lập với nhau hoàn toàn đó. Catalyst là về cấp vốn, còn ship 1694 là về quản trị on chain, thì hai cái này là khác nhau hoàn toàn. Và cái ship 1694 nó là một dự án rất lớn và chạy song song cùng với dự án Catalyst, hai cái team nó độc lập trong hoàn toàn đấy, nó không liên quan gì đến nhau đâu các bạn. Catalyst là cấp vốn, nó cũng liên quan đến chuyện cấp vốn phi tập trung, thế nhưng mà cái ship 1694 là quản trị on chain phi tập trung thôi, chứ nó không không còn đơn giản là cái cấp vốn nữa. Ok, thì câu này bạn có hỏi con mình trả lời luôn. Có một câu hỏi của bạn Nguyễn nói là CA giờ vẫn viết theo tiêu chí cũ vẫn ổn đúng không chị? CA level 1 có bị giới hạn số bài là 33 ADA không ạ? Số bài được 33 ADA. Tức là bây giờ câu hỏi của bạn là như CA bây giờ cái cách mà để làm ấy nó có giống cái PA trước đây không? Cái đó thì chưa có rõ thầy là bây giờ nó có thay đổi thêm cái gì hay không, nhưng mà theo em được biết đó là trong cái bản đề xuất của mình nó sẽ xuất hiện thêm cái SOM á, thì có thể là CR cũng phải kiểm tra luôn cái SOM đó, có thể là mình sẽ phải điền thêm cái SOM vào giai đoạn đầu cũng có nữa, thì mình sẽ phải kiểm tra thêm phần đó. Còn cái giới hạn về số bài đó thầy, giới hạn về số bài đó thì theo thông tin Phong Thanh thì được biết là khoảng 80 bài trên một bài CA là tối đa thầy. 80 bài mà CA level 1, 80 bài nhân với 33 3824 cũng được đấy. Rồi. Dạ. Thì chưa có số chính thức là như thế nào, nhưng mà nghe nói là sẽ phải cái 33 ADA của cái level 1 là cố định luôn rồi đúng không? Anh thấy ở trên. Dạ đúng rồi thầy. Không có up to nữa. Dạ nó không có up to, đó là cố định. Và điều kiện là mình chỉ làm PA và VPA là mình có thể làm thành CA level 1 rồi đúng không? Dạ. Dạ. Thế mà theo em biết thì nó sẽ là cái vấn đề phần trước mình có kinh nghiệm làm PA hoặc VPA thì mình sẽ làm được cái level 1 này. Được rồi. Như vậy mình chỉ còn có cái account cũ trước đây mà mình đã từng chấm một vài bài gì đó rồi là mình có thể tham gia luôn. Và cái phần review, cái phần mà CA level 1 này cái vai trò nó có giống VPA không? Dạ không thầy. Đó, CR level 1 á là sẽ là cái người PA có kinh nghiệm thôi, chứ còn chưa hẳn là VPA đó thầy. VPA thì sẽ giống như là moderator nè, cái community moderator thì là cái người mà check lại cái bản review của cái người level 1 này luôn, check lại bản review level 1 và level 0. Như vậy là level 1 check lại của level 0 à? Level 1 không check lại của level 0 thầy, level 2 check của level 1 và level 0 á. Theo như em hiểu thì là vậy. Thế còn level 1 thì vẫn cứ chấm như bình thường à? Và level 2 họ chấp lại cái chấp lại của level 1 rồi, thì level 1 với level 0 thì em nghĩ là cũng có cái, em nghĩ là sẽ có cái phần mà cái tiêu chí để cho hai level này họ đánh giá thầy. Có thể là level 1 họ sẽ là làm khó hơn thôi, tức là mình sẽ có phải đánh giá thêm nhiều mục hơn. Như vậy là theo nhiều là về mặt lý thuyết thì CR level 0 với level 1 là giống nhau, đều là công nhân đúng không? Nhưng mà công nhân level 1 kia thì làm 1 giờ lao động thì được 33 ADA. Nếu bạn bây giờ bạn mới đăng ký tài khoản mới thì bạn sẽ được tối đa là 17 ADA. Ở đây có một cơ hội này các bạn. Bây giờ nếu mà bạn có một cái tài khoản PA, VPA cũ rồi thì bạn có thể mang bán cái tài khoản đấy cho người khác được này, đúng không? Đúng không anh em? Nếu mà cái này vui thôi, nhưng mà có thể nó cũng là một cái cơ hội các bạn. Nếu các bạn mà đã từng có một cái account PA hoặc VPA cũ rồi, đúng không các bạn, và bây giờ các bạn quá bất biểu, các bạn không thể làm được nữa, thì bạn hoàn toàn có thể cho thuê lại cái account đấy, bởi vì là có thể công việc cũng như vậy. Nhưng mà nếu mà ai đó đăng ký tài khoản mới thì họ sẽ chỉ được 17 ADA thôi. Nhưng mà nếu họ dùng cũng cái công việc kiểu như vậy mà họ dùng tài khoản của bạn, họ có thể được 33 ADA các bạn. Thì có thể cái game ở đây là tôi cho thuê lại, là mỗi bài đánh giá của các bạn là tôi cho bạn thuê 10 ADA một bài đánh giá. Như vậy là bạn được 23 ADA thay vì 17 ADA thôi, đúng không các bạn? Nói vui thế nhưng mà nó là một cái ví dụ các bạn. Khi nhúng mình vào, lao vào một cái game ấy, thì những cái ngóc ngách ở đâu đó và mình chỉ đặt câu hỏi là một cái thông tin như thế này thì mình có lợi ích gì không ấy, thì cứ biết cách làm kiểu như thế thì thường là mình sẽ hay tìm đến những vị thế nhỏ nhỏ chỗ này, nhỏ nhỏ chỗ kia, mỗi chỗ một chút, thì sẽ có rất nhiều ADA cộng đồng. Có câu hỏi của bạn Ada Lover là nếu một người đề xuất có hành vi gian lận thì cộng đồng có quyền tố cáo không ạ? Thực ra cái quyền tố cáo này thì ai cũng có quyền tố cáo thôi, đúng không? Mình nhớ là trong quá khứ thì tố cáo nhau nhiều lắm ở trong các cái diễn đàn cộng đồng. Tức là bạn có quyền tố cáo, nhưng mà cái chuyện mà tố cáo của bạn nó có đến được người ta hay không thì lại là một việc khác nữa, và người ta có xử lý hay không thì là một việc khác nữa. Còn cái quyền thì bạn cứ lên các diễn đàn, các group để bạn tố cáo được mà. Với lại cái tố cáo này mình cũng phải có bằng chứng đó thầy. Có bằng chứng. Ví dụ như là cái ý tưởng của mình đi, mình đã từng cái này thì nếu mà người đề xuất ha, chứ không phải đúng rồi, người đề xuất có hành vi gian lận thì ở đây nó sẽ có nhiều cái giai đoạn xảy ra gian lận á. Nếu ở trong cái giai đoạn mà nộp ý tưởng đi thì cái người này họ ăn cắp cái ý tưởng nào đó của mình mà mình đã, giống như là mình đã từng có ý tưởng mình viết ra và mình nhờ người đó họ review giúp á, rồi họ ăn cắp ý tưởng của mình luôn, họ nộp lên luôn, mà mình có một cái bằng chứng là mình đã có cái ý tưởng đó và đã nhờ người này review rồi, ví dụ như đã từng làm trên Google Sheet hoặc là từng làm qua file gì đó có lưu lại lịch sử chép trùng với nhau á, thì mình có thể nộp lên là người ta sẽ là bên EOG họ có thể là loại bỏ cái người đề xuất đó luôn, và cái người đề xuất gian lận đó. Rồi ngoài ra thì ở như là cái người đề xuất đó họ nộp cái bản đánh giá đó lên mà mình thấy là nó có nhiều cái trong đó nó không có hợp, ví dụ như bất việc họ xin quá lố đi, nó không đúng với lại cái, nó không hợp lý với lại cái bản kế hoạch họ đưa ra hoặc là KPI họ đưa ra, thì mình cũng có thể mình comment trực tiếp luôn lên trên cái bảng đề xuất đó. Ở bên dưới cái bảng đề xuất nó có cái phần comment đó, mình comment trực tiếp để cho người đó giải quyết. Nếu trường hợp người đó không giải quyết thì mà mình vẫn còn muốn cho cộng đồng biết đó, thì mình có thể mình đưa vào các cái của Catalyst để mình ray lên. Vì là ngay cả trong quá trình thực hiện rồi, nếu mình phát hiện cái hành vi gian lận mình có quyền tố cáo được mà, đúng không? Một loạt các cái phần trước nó có một cái trường hợp là rất nhiều người xin fund nhưng mà lúc thực hiện đấy các bạn là không thực hiện tích được, và rất nhiều dự án là dở ra và gần như là mất tích luôn. Và rất nhiều cái gương, rất nhiều những cái người đã phát hiện được ra những cái này, và đó họ đưa những cái quan điểm lên và những cái ý kiến của họ đều được tiếp thu hết. Bạn Adala Valet cũng hỏi là nếu em muốn làm CR lâu dài với Catalyst, sau này mà họ xóa bỏ vai trò của CR thì có phải là mình bỏ phí thời gian không ạ? Cái này thì chắc là mình xin có ý kiến, mình nói được luôn này. Thế ra nó cũng là quan điểm của mình các bạn. Catalyst bây giờ nó đang trong cái giai đoạn hoàn thiện. Các bạn, tất cả những cái quy định những cái nguyên tắc đưa ra bây giờ ấy, thì tạm thời các bạn cũng phải xác nhận là phần nào biết phần đó thôi. và nó sẽ còn tiếp tục cải thiện. Và bản thân mình cũng chưa, tức là khi mà một cái dự án, một cái game, cái này tạm gọi một cái game, nó chưa set up được, nó chưa hình thành được một cái luật chơi, một cái quy định rõ ràng, thì các bạn chưa nên vội vã set up những cái vị thế lớn của mình trong cái cuộc chơi đấy. Ví dụ như là các bạn bây giờ thấy được là ok, Fund 8, Fund 9 mình thấy vị trí PA với VPA ăn ngon quá, thế là vội vã bỏ việc để nhúng mình vào đây. Và bạn thấy là đến Fund 10, Fund mọi thứ đã thay đổi rồi, thì bạn sẽ gặp vấn đề, với cái khoản thu nhập của mình. Nên là bạn cũng phải chấp nhận một sự thật là đến giờ phút này thì Catalyst vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, mọi thứ sẽ thay đổi, thậm chí là vị trí CR này cũng có khả năng bị mất đi, bởi vì là quan điểm của mình đến giờ phút này thì cái luật chơi vẫn chưa rõ ràng. Bởi vì là cái thứ mình nghĩ là nó phải tập trung vào nó chính là voter thì là cái game để cho voter chơi rất là thấp, và họ đặt voter ở vị trí rất thấp, tức là những cái người bỏ phiếu ấy, cái số thưởng của họ rất ít, cho nên là họ bỏ về cái nguyên tắc bỏ phiếu cũng gần như là vô trách nhiệm. Nhưng cái người đấy chỉ cần bấm chữ vốt phát thế là có tiền luôn, và tự nhiên lại đẻ ra một cái hệ thống trung gian là PA, VPA, CR bản chất nó vẫn như cũ, CR nó vẫn không khác gì PA, VPA, vẫn cái cá thể đấy, nhưng mà luật chơi nó điều chỉnh một chút thôi. Đúng không? Thì để trả lời thẳng câu hỏi của bạn thì đừng lên, quan điểm của mình là đừng lên set up cho mình một cái vị thế quá lớn trong cái cuộc chơi này vội vã. Đừng vội, chúng ta sẽ quan sát, chúng ta sẽ vẫn chơi, nhưng mà đừng đặt cái vị thế lớn của mình vào đây, bởi vì nó sẽ còn thay đổi. Mình nhìn thấy cái chuyện đó rồi các bạn. Thì nếu các bạn mà vội vã thay đổi quá lớn thì có thể mình sẽ phải trả giá lớn về vấn đề về tài chính cá nhân. Bạn Việt Hùng Nguyễn có hỏi là nếu tôi làm một dự án giúp phát triển cộng đồng ADA ở Việt Nam thì sẽ thuộc vào challenge gì? Yeah. Bạn Việt Hùng Nguyễn ạ, câu hỏi của bạn là nếu bạn ấy muốn làm một dự án giúp phát triển cộng đồng ADA ở Việt Nam thì sẽ thuộc vào challenge gì? Giúp phát triển cộng đồng ADA. Theo anh hiểu là có thể là truyền thông, có thể là một cái gì đó để tạo cộng đồng, tổ chức các sự kiện. Dạ. Nếu như mà đối với những cái challenge hiện tại á, thì hầu như cái phần cộng đồng á là nó không có nhiều cho cái việc là phát triển một cộng đồng đơn thuần không. Mà ví dụ như cộng đồng mà nó liên quan đến sinh viên nè. Sinh viên, ví dụ như mình làm tổ chức một cái cộng đồng thu hút những cái người sinh viên để người ta nộp đề xuất vào. Đó, hoặc là quảng bá Catalyst tới thì mình có thể vào cái phần 10 này. Rồi còn nếu mà mình muốn á, là phát triển một cái cộng đồng để hỗ trợ cho DRep á, thì mình có thể vào cái phần 9. Rồi mình có thể làm cái phần là cộng đồng cho cái phần SPO á. SPO là ví dụ như những cái hoạt động mà để tập hợp SPO lại á, thì mình có thể đưa vào trong cái số 6 này. Còn những cái mà liên quan đến nhiều phần như là những cái cộng đồng ADA hiện tại của mình á, thì hiện tại theo như những cái challenge hiện tại thì hầu như là mình không có những cái chỗ để nộp vào, hoặc là mình có thể tham gia vào cái phần của Catalyst để mà mình đưa ra những cái ý tưởng để giúp mà điều hành cái Catalyst, thì cũng là một phần nào đó mình hỗ trợ cho cộng đồng nắm giữ ADA thôi. Chứ còn mà tiếp luôn là để chạy những cái dự án cho cộng đồng luôn đó, thì hầu như là bây giờ cái phần nó không có cái challenge, nó không có những cái phần cho mình nộp cái phần đó nữa. Anh nhớ là khoảng Fund 8, Fund 9 thì cái phần này có vẻ rất lớn đúng không? Cái phần phát triển cộng đồng ấy, ngân sách rất lớn. Trong cái phần tổ chức sự kiện này, dịch thuật này, livestream online các thứ. Nhưng mà bây giờ các cái phần đấy bây giờ bạn phải chọn một cái challenge cụ thể, sau đó chọn cái phần phát triển cộng đồng cụ thể vào cái sản phẩm đó. Một trong những cái mảng mà Cardano đang hướng tới đó chính là cái mảng sinh viên ấy. Thì ví dụ bạn có thể tổ chức các sự kiện hoặc là các cái livestream nào đó để thu hút thêm cái thế hệ trẻ vào, thì bạn có thể chọn một cái challenge nó phù hợp, phát triển cộng đồng nhưng mà phù hợp với challenge đó. Em là một người mới, chị Hà có thể hướng dẫn, có một cái hướng dẫn nào hoặc một ví dụ cụ thể cho em thấy một bản đánh giá hoàn chỉnh của từng bản đánh giá PA không? Một câu hỏi lớn đây. Tức là bạn có một cái ví dụ nào đó không? Một ví dụ nào đấy để có thể nhìn thấy là một cái đánh giá ấy, thì nó sẽ bao gồm những cái gì, tức là một đánh giá hoàn chỉnh ấy. Thì sẽ phải làm cái gì không? Có thể lấy một cái ví dụ một cái bản dạ, để em tìm lại cái file Fund 9. Thông thường thì mình thấy được là trong một cái đề xuất ấy, thì nó thường có 4 mục thì phải. Cái này, cái dự án này sinh ra để làm gì, cần bao nhiêu tiền, cách thức thực hiện như thế nào, kết quả đạt được ra sao, đại loại thế. Nó có 4 cái tiêu chí nữa. Sau đó các bạn vào các bạn đánh giá từng cái một, tức là ok cái mục đích để sinh ra nó có phù hợp không, cái số tiền ngân sách thì có được không, cái cách thức thực hiện triển khai thì có phù hợp hay không, và cuối cùng là cái phương thức để đánh giá cái chuyện dự án có thành công hay không ấy. Okay. Bạn phải đưa ra, tức là cái người proposal người ta sẽ phải viết một cái đề xuất dựa trên 4 cái tiêu chí thế. Còn bạn là người đánh giá thì bạn phải nhìn vào từng tiêu chí một, xong bạn sẽ đánh giá là ok cái đề xuất này là hợp lý đấy, hay là đề xuất này nó không khả thi. Sau đó bạn dựa vào bạn nhìn tiếp là cái bảng tài chính ấy, tức là ông muốn làm cái chuyện đấy thì ngần này tiền có đủ hay không, rồi cái cách ông thực hiện là ví dụ ông muốn mở một lớp dạy học mà bây giờ ông lại dạy ở vùng sâu vùng xa chẳng hạn thì không thể được, chẳng hạn phải dạy ở đâu, rồi cái cách mà để cộng đồng theo dõi đánh giá định lượng nó có định lượng người ta hay không nữa. Hà có tìm được cái ví dụ cụ thể là không? Anh nghĩ đây là một câu hỏi lớn. Dạ, em có một cái sườn để cho cái phần đánh giá này của phần chính đó, để em đưa ra xíu tại cái file nó cũng hơi nặng. Rồi, xem màn hình bạn Hà có share cái đây là cái bảng đánh giá. Dạ, cái bảng này là nó tổng hợp tất cả các đánh giá của một PA luôn. Và để em share cái bảng nhỏ này một xíu trước cái đã. Thì để đánh giá được cái bảng đánh giá thì mình sẽ cần có đánh giá dựa trên 3 tiêu chí, gọi là 3 tiêu chí lớn, tức là cái tính tác động, rồi tính khả thi, rồi tính minh bạch của cái dự án đó. Thì trong cái tính ảnh hưởng, tính tác động thì nó sẽ có những cái phần mà mình cần đánh giá, đó chính là mình phải xác định được, mình phải check coi, mình kiểm tra xem là cái đề xuất đó nó có xác định được một cái vấn đề nào đó trong cái, nó có xác định và nó giải quyết được cái vấn đề nào nằm trong cái thách thức ở đây, tức là cái challenge đó. Cái challenge họ sẽ đưa ra cái đề bài tóm tắt như nãy Hà đưa đó, thì trong đó nó sẽ có thêm những cái chi tiết cho cái đề bài đó giải thích nữa, thì mình có thể đọc cái phần chi tiết đó và mình xem nó là cái bản đề xuất là nó có giải quyết được một cái vấn đề nào đó nằm trong cái đề bài mà người ta đưa ra hay không. Rồi cái thứ hai là mình phải coi cái đề xuất đó nó có trình bày được rõ ràng cái cách đó làm gia tăng cái giá trị cho hệ sinh thái Cardano hay không. Ở đây là cái tính tác động, mà tính ảnh hưởng là ví dụ như anh thực hiện cái đề xuất đó thì hệ sinh thái Cardano sẽ được cái lợi gì, ví dụ như là tăng lượng giao dịch ADA, hay là sẽ là tăng được cái số người mà người ta download ví, người ta sẽ tăng được cái lượng người tham gia và biết đến Cardano đó. Thì mình phải check cái chỗ đó là nó có nêu bật được cái chỗ đó hay không. Rồi các cái chỉ số và cái mục tiêu chính của cái bản đề xuất nó có phù hợp với cái gọi là cái KPI mà cái challenge đó họ đưa ra hay không. Và ngoài ra thì cái đề xuất đó nó có thể là nó sẽ mở rộng được cái quy mô để nó giải quyết được các cái thách thức trong tương lai hay không. Thì đó là những cái tiêu chí cho cái phần mà mình phải đánh giá cái phần mà ảnh hưởng, về tính ảnh hưởng, tính tác động. Không biết mọi người nhìn thấy rõ màn hình không ta? Okay, còn... Nó hơi bị đơ một xíu. Trên màn hình đó. Dạ. Đó thì tương tự thì về cái tính khả thi thì ở đây là Hà có viết ngắn gọn trên đây là mình đánh giá về team, về cái đội ngũ thực hiện cái dự án đó, thực hiện cái đề xuất đó, rồi cái ngân sách, rồi cái kế hoạch, cũng như là cái thời gian mà thực hiện, tức là cái kế hoạch của người ta là nó có hợp lý, nó có khả thi hay không. Thì cái chi tiết đó, để biết được nó có hợp lý, có khả thi hay không thì mình phải xem ở cái dưới này, thì nó sẽ có những cái tiêu chí để mình đánh giá nè. Ví dụ như cái người đề xuất họ có đưa ra được cái bằng chứng, cái tài liệu tham khảo hay cái link nào đó nó liên quan đến cái kỹ năng, cái kinh nghiệm mà của cái người đề xuất đó hay không. Rồi tức là của cái team đề xuất đó, là cái người đề xuất đó họ có đưa ra được cái số lượng thành viên cụ thể, về phân vai trò cụ thể cho cái việc thực hiện của đề xuất hay không, hay là có ngân sách thì có vạch ra rõ ràng, có hợp lý với lại cái KPI, cái công việc họ đề xuất hay không đó. Rồi ngoài ra thì cái còn một tính nữa đó là cái tính mà minh bạch đó, tức là cái tiến độ của cái đề xuất đó nếu như mình được cấp vốn thì họ thực hiện thì cộng đồng có thể kiểm tra một cách gọi là real time hay không, kiểm tra trực tiếp được hay không. Rồi các cái chỉ số KPI mà xác định cái thành công của đề xuất đó có được đưa ra một cách rõ ràng hay không, rồi nó có mô tả một cách nó rõ ràng, dễ hiểu không, hay là nó mập mờ đó. Rồi cái giải pháp này nó có những cái thước đo nào, có KPI nào, chỉ số và đo lường như thế nào đó, có thể đo lường được hay không, hay là chỉ số định tính thôi đó. Thì mình sẽ check những cái điểm đó. và sẽ ra được một cái bài đánh giá. Thì cái bài đánh giá của mình nó sẽ có 3 phần đó, tức là tính tác động, tính khả thi và tính minh bạch. Yeah. Rồi, như vậy là qua cái phần trình bày của Hà là các bạn có thể nhìn thấy là như vậy nếu mà bạn muốn làm PA, bạn là một người mới ấy, thì bạn tưởng tượng là mình đọc một dự án xong ấy, thì nó có một cái guideline, những cái câu hỏi các bạn phải trả lời rồi. Các bạn đọc xong dự án đấy thì nó có mấy cái nhóm, cái thứ mà bạn sẽ phải trả lời, đúng không nào? Khả thi hay không, minh bạch hay không, đo định lượng thế nào, thì sau đó bạn sẽ đưa những cái quan điểm của bạn vào là tốt, là xấu, là được hay không được. Rồi, có câu hỏi của bạn tiếp theo nữa, Nagomi. Mình có một số câu hỏi mong được anh chị trả lời. Một là điều kiện để trở thành PA mới là gì? Hai là em xem slide thấy ghi là Fund 10 thì xin Fund tối thiểu là 15.000 ADA và tối đa là 75.000 ADA. Xin mọi người xác nhận lại cái thông tin này. Như vậy là câu hỏi đầu tiên là điều kiện để trở thành một PA là gì? Thì điều kiện trở thành PA mới. CR mà CR level 0 á, thì theo em thấy thì không chưa có cái điều kiện gì cho cái phần CR 0 đó hết á. Chỉ cần có thời gian, sự cần mẫn chăm chỉ, đúng không? Dạ. Như vậy là không có một rào cản nào cho các bạn, thậm chí là kể cả ngôn ngữ. Bạn có thể không cần biết tiếng Anh. Tôi đã được chứng kiến là có những người không cần biết tiếng Anh cũng chấm được và có tiền từ Catalyst. Là các bạn có thể convert sang tiếng Việt, các bạn viết sang tiếng Việt xong các bạn convert sang tiếng Anh, các bạn nộp được. Và tất nhiên này có một số bạn lúc mà nộp thì nộp cả tiếng Việt lên trên đấy nữa. Thì cái này là những cái lỗi mà các bạn phải lưu ý nhé. Câu hỏi thứ hai của bạn ấy là em xem slide thì ghi là Fund 10 ấy, xin tối thiểu là 15.000 và tối đa là 75.000 ADA, có đúng không? Tối thiểu là 15.000 là cho tất cả những cái áp dụng cho tất cả các cái challenge luôn nha các bạn. Còn cái mà tối đa 75.000 ADA là nó chỉ cho cái challenge là Catalyst Open thôi. Tức là ở đây là cái slide. Cái slide này là của Catalyst họ đưa ra luôn này. Cái này em cắt y nguyên thì em dán lại đây. Bên kia em cũng dịch vào tiếng Việt cho mọi người dễ hiểu. Thế còn nghĩa là các cái số tối đa là ở các cái challenge khác là không tối đa, đúng không? Dạ đúng rồi thầy. Các challenge khác không có tối đa, chỉ có mỗi cái challenge Catalyst Open là có tối đa thôi. Còn tối thiểu là áp dụng cho tất cả. Dạ đúng rồi thầy. Tối thiểu là giống nhau hết. Ok rồi. Như vậy xin ít quá cũng không được, đúng không? Dạ. Câu hỏi tiếp theo là chào Ad, em xin hỏi là khi mình được thưởng ADA thì số ADA sẽ chuyển về mình như thế nào ạ? Mình sẽ có đăng ký cái địa chỉ ví của mình vô trong cái form làm PA các bạn. CR mình đăng ký tài khoản thì sẽ có cái chỗ để mình điền cái địa chỉ ví của mình vào đó, thì Catalyst sẽ trả về cái địa chỉ ví đó cho mình. Hôm nay mình mới được biết được là trước đây là Catalyst là trả vào cái ví stake, cho nên là bạn muốn dùng thì bạn phải rút nó về một lần nữa. Nhưng mà đối với Fund 10 là ADA sẽ trả thẳng vào cái ví chính của các bạn ấy, là bạn không cần phải rút về là bạn tiêu được luôn. Tức là các cái fund trước là họ trả vào cái ví giống kiểu ví thưởng của mình ấy. Và các bạn muốn dùng các bạn phải thêm một bước nữa các bạn rút về mới dùng được. Nhưng mà lần này thì nó sẽ trả thẳng vào cái ví của bạn luôn nha. Bạn Trần Văn Trường hỏi là level 1 là những người đã từng tham gia fund trước phải không ạ? Thì những phần trước là bạn Hà đã giải thích rồi đấy. Các bạn level 1, CA level 1 đấy, là những người mà đã từng ít nhất các bạn chấm được một bài và được trả thưởng ở các fund trước rồi. Bạn Việt Hùng Nguyễn có hỏi là như trong slide thì hiện nay mỗi dự án phải trải dài tối thiểu là 12 tháng có phải không ạ? Thì nhưng không phải đúng không? Không phải, ở đây có chữ up to nè. Tức là tối đa là 12 tháng. Dạ. Còn bạn muốn làm ít hơn cũng được, đâu sao đâu, 3 tháng, 6 tháng cũng được. Cái này nó là một cái lợi điểm đó các bạn. Tức là nhiều khi mình đâu có biết cái phần 11 khi nào nó diễn ra nữa đâu. Thì có thể mình làm một cái lens dài cho cái dự án của mình luôn, làm dài hơi luôn, xin tiền 1 năm luôn cũng được. Xin tiền cho cả năm nhá. Nếu mà dự án mà bạn xin nhiều tiền quá đấy, có khả năng nó lại không được. Dạ đúng rồi. Là ví dụ bây giờ là dự án bạn thực hiện là mỗi tháng bạn thực hiện bạn sẽ mất 10.000 ADA và bạn xin 12 tháng nó sẽ thành 120.000 ADA, và có thể lúc ấy bạn sẽ phải cạnh tranh với cái dự án khác, có thể nó bị over budget, bị vượt quá cái ngân sách, trong khi đó bạn có thể xin là 1 tháng thôi bạn xin 10.000 ADA, 2 tháng thôi bạn xin 20.000 ADA, vượt qua con số tối thiểu có khi bạn lại được fund. Thì cái này cũng phải anh em phải có kinh nghiệm trong cái việc lựa chọn cái khoảng thời gian. xin nhiều, đừng nhiều thì tốt, nhưng mà chỉ sợ không được. Dạ đúng rồi. Đinh Trúc hỏi là mọi người đã có kinh nghiệm có thể gửi cho em xin một bản đánh giá good hoặc excellent của Fund 9 được không ạ? Thì có ai đó trong cộng đồng này, các bạn có thể ở trên cái màn cửa sổ chat ấy, tôi có chat cái kênh để làm PA của Simi ấy. Các bạn có thể join vào cái nhóm đó, sau đó những cái thông tin mà xin các thông tin này thì ở chặn sẵn trên cộng đồng có sẵn đấy các bạn. Các bạn join vào cái link mà mình ở trên cửa sổ chat thế này nhé. Mỗi fund, các bạn Đức Thành hỏi là mỗi fund thì diễn ra trong bao lâu và khi nào thì dự án trả thưởng cho các PA và VPA? Theo như cái fund trước á, thì là sẽ trả thưởng sau khi mà có cái kết quả vote rồi. Nên như em nhớ là như vậy. Còn cái fund này thì em không chưa biết được, đó là sẽ trả thưởng như thế, trả thưởng vào khi nào. Phải có cái quy định sắp tới họ ra cái thông báo thì mình mới biết được. Còn cái việc mà như fund 9 là hơi dài đấy đúng không? Từ cái lúc hơi dài một xíu. Lúc xong thì như phải 6 tháng ấy. Dạ đúng rồi thầy, nó là sau cái thời gian, tại vì nó bending cái thời gian vote đó thầy. Thời gian vote của mình bị kéo dài thêm cả 2 tháng nữa mới vượt vote á. Đúng rồi. Dạ. Từ lúc mà nó bắt đầu cho đến lúc mà mình nhận được thưởng cũng khá lâu đấy các bạn. Dạ đúng rồi, rất là lâu. Nhưng mà các bạn cứ an tâm là nó không có chuyện bùng. Nếu các bạn được thì nó sẽ cơ hội các bạn sẽ nhận được sớm thôi. Nhưng mà dạ, bằng kinh nghiệm của các fund trước thì mình cũng biết là nó khá dài, thậm chí là cái thời gian đấy nó cũng khá là mệt mỏi ấy. Bởi vì là cái cơ chế tính thưởng rồi đối với fund 9 nó còn không biết là mình được bao nhiêu tiền nữa không, rồi cái fund 9 nó còn gặp vấn đề là còn bị cắm cờ, tức là có thể mình làm xong rồi mà còn không được, thậm chí là ngay sau khi xong rồi ấy, có nhiều bạn còn không được đồng nào, tức là có những bạn chấm được cả 100 dự án ấy, cũng không được đồng nào. Vì rất nhiều lý do, có thể bạn bị nghi ngờ, bạn bị bot nó quét, nó loại ra vì bạn trùng các bài đánh giá, rất nhiều lý do khác nhau. Và nó cũng tạo ra một làn sóng khá là ức chế. Thì nhân tiện ở đây thì cũng chia sẻ là các bạn đừng chơi game. Tức là có những cái PA, VPA tạo ra nhiều nick ảo, xong chấm một bài, sau đó thì họ có thể nhân bản cái số bài lên, viết đi viết lại, sàng qua sàng lại, dùng những từ thuật ngữ giống như nhau thì cái đồ back end ấy họ sẽ có hệ thống bot, nó sẽ detect ra được, nó sẽ biết được những cái bài đánh giá giống nhau, dùng từ giống nhau, cụm từ giống nhau, ý nghĩa giống nhau như thế. Còn chưa kể bây giờ nó có thêm con chat GPT rồi các bạn, nó chỉ lấy 2 bài xong rồi nó combine, nó compare lại cái đấy với nhau một cái là nó có thể tìm ra được là 2 cái bài ấy nó giống nhau hay không. Cho nên là các bạn tốt nhất là mình nghĩ là nên làm một cách đàng hoàng, minh bạch, làm cái nào chắc cái đấy thì ăn chắc hơn. Cái đây thì có nhiều, nói chung là khi mà cái vị thế mà có kiếm được nhiều tiền từ mảng PA, VPA nó hút được rất nhiều những người vào, và có những người làm đàng hoàng, có những người làm không đàng hoàng, và đấy là lý do tại sao mà chúng ta mất rất nhiều thời gian đến được phần người này. Bạn Trương có hỏi là em muốn đứng ở vị thế voter, vậy phải dùng app nào ạ? Và ai vote của được trả thưởng hay có tiêu chí gì không ạ? Tức là phần thưởng, bạn muốn hỏi về phần thưởng của voter đúng không? Với lại cái cách dùng, cách đăng ký tài khoản. Dạ thì cái này là mình sẽ có một cái app vote riêng, người ta sẽ gọi là voting app. Thì bây giờ nó đổi tên là voting center app, là cái app để mình vote riêng. Thì trên cái app đó thì bạn sẽ tải cái app đó về, rồi bạn đăng ký vào trong đó thì bạn sẽ được cấp một cái mã PIN với mã QR để bạn lưu lại riêng. Rồi mình sẽ kết nối cái ví của mình để cho tới cái ngày snapshot á, sau khi mà người ta chụp ảnh màn hình của mình để người ta tính cái quyền lực vote của mình xong thì mình có thể rút tiền nó khỏi cái ví của mình, rút tiền nó khỏi ví mình đi cũng được. Đó, thì đó là cái quy trình để rồi mình khi mà người ta thông báo là được phép bắt đầu tham gia quá trình vote á, thì mình sẽ vào app đó để mình tìm cái tên proposal để mình vote. Thì cụ thể như thế nào thì cái này không biết là bạn có nằm trong nhóm của thầy nhóm A thì mình sẽ có cái phần mà video để hướng dẫn cho các bạn đăng ký app vote đó. Ở trên màn hình ấy mình cũng có chia sẻ cho các bạn là trong trường hợp mà bạn muốn tìm hiểu thêm ấy, bạn có thể vào Cardano.vn này. Trong Cardano.vn bạn vào Cardano 360 này. Trong cái menu Cardano 360 các bạn có thể vào cái phần Catalyst này. Thì trong Catalyst có rất nhiều các phần giới thiệu, trong đó có phần giới thiệu là người bỏ phiếu này thì bạn phải làm gì, tức là ở đây có người cấp vốn này, quy trình cấp vốn này, trong đấy phần có người bỏ phiếu đúng không? Thì trong này sẽ có phần giới thiệu thêm các bạn nữa. Thì ngoài ra thì có cái kênh Telegram nữa các bạn, ở cái phần bên dưới ấy, các bạn trong cái phần Telegram mà mình chia sẻ cho mình là PA, các bạn vào đó các bạn có thể hỏi thêm các câu hỏi chi tiết thêm được phần trong đó nhé. Có câu hỏi Fund 10 có bị giới hạn số từ đánh giá trên một bản không ạ? Dạ, cái này thì chưa biết thầy ơi, tại vì mình chưa có cái quy định mới á, cho CR và của Fund 10 á. Tức là cũng không xác định. Dạ, chưa có thông tin được, chưa có thông tin để trả lời. Còn tiếp tục phải chờ thêm thôi. Rồi các bạn, câu hỏi tiếp theo là em muốn review lại các bản đánh giá của Fund trước được không ạ? Được, các bạn vào cái nhóm Simi.vn đấy nhé các bạn. Ở trên đấy bạn Đức Tiger, bạn ấy có những cái bản thống kê ở trên Google Sheet ấy, có thể chia sẻ cho cộng đồng. Các bạn có thể xem thêm ở trên đó có rất nhiều thông tin, cứ vào đó để hỏi thêm. Em làm PA 3 fund, cả 3 fund đều bị loại hết kết quả, vậy em có thể được làm CR level 1 không ạ? Jimmy Lê. Cái này ổng không biết đâu, đợi cái quy định người ta ra đã, coi nó cụ thể như thế nào hơn nữa. Có thể là nó sẽ có những cái quy định cho những cái trường hợp đặc biệt. Không, anh nghĩ là những trường hợp mà bị chắc là cũng phải có lý do của nó chứ, một fund mà bị loại thì còn nghe được, 3 fund mà đều bị loại cả. Chắc là gì nó không được ổn định lắm. Để uy tín. Rồi, những trường hợp này chắc là không nên xem xét. Khi nào thì có thể đăng ký Fund 10 và đăng ký ở đâu ạ? Nó còn tùy vào thế của các bạn ấy nữa đúng không? Nó có cái giao diện của Catalyst mới á, cái này em gửi vô trong chat luôn nha. Đây, cái Catalyst mới. Ok, thế nào? Rất là dùm em. Anh nhớ là nếu bạn làm proposal thì ngày 21 này là các bạn bắt đầu nộp được rồi. Yeah. Còn nếu bạn là voter thì bạn có thể tải cái ứng dụng Catalyst và bạn có thể đăng ký được rồi. Còn bạn là CR thì chắc là phải nghiên cứu thêm. Yeah. Bạn có thể vào cái trang web bạn Hà vừa gửi đây. À, mọi người vào con web này xong cái chọn cái chữ get involved á, mọi người thấy không? Ở trên trên đây nè. Thấy rất nhiều. Trong đây nó sẽ có cái phần nè, ví dụ như nộp ý tưởng nè, nộp bản đề xuất á, rồi trở thành voter, rồi trở thành proposal assessor, là nó là PA đó, là cái CR đó. Thì đây là giao diện đúng không? Như vậy là submit thì bạn có thể vào đây. Đó. Ok rồi. À đây ở dưới góc màn hình nó nói rồi này, Fund 10 sẽ launch vào ngày này. Dạ, đúng rồi. Đó, thì bạn get involved, như vậy là Fund 10 nó bắt đầu, nhưng mà bạn chỉ có proposal mà là người bắt đầu nộp vào thời điểm đó thôi. Đó. Dạ. App cũ còn dùng được không chị Hà, hay là trước thì em vẫn dùng app cũ cho Fund 789? Thì như là nó có nâng cấp lên rồi hay sao ấy, nó có update. Nó có nâng cấp mà em không biết là có tách ra thành một cái app riêng không, thì cái này em cũng chưa rõ nữa thầy. Hay là nó vẫn để trong cái app cũ và nó nâng cấp lên cái app đó, nó vẫn nâng cấp trong cái app đó. Trước cái này thì nó bảo nó đề nghị là phải update. Dạ. Thì đến giờ phút này cũng chưa có thông tin cụ thể nào là có dùng cái cũ hay không đúng không? Dạ. Có bạn chẩm chéo nó là em phải kiện chị Hà. Chết căng. Fund 10 voting on chain nên sẽ có app mới. Cái này phải cẩn thận nhá. Hôm nay mình cũng trao đổi là mình không chắc là Hà, cái thông tin mà voting on chain ấy có chính xác không? On chain là main chain đấy nhá. Dạ, cái này thì em thấy là cũng chưa có chính xác, chưa có thông báo chính thức đâu, tại vì nói chung là đang trong giai đoạn là phát triển cái này, nên thực ra là Catalyst là đang tính là dời thêm miếng nữa để nó xong hết cái app đó luôn á, nhưng mà hình như là chưa. Em tin là lâu quá thì cộng đồng này với cái tình trạng hiện nay thì cái phần proposal này nó sẽ kéo dài thêm chứ nó không thể nào kết thúc ở đây cái ngày 13 tháng 7 nó sẽ kéo dài thêm để mọi người nộp rồi đăng ký vote các thứ, chắc chắn sẽ kéo dài thêm, bởi vì là còn quá nhiều thứ ở đằng sau này nó còn chưa rõ ràng mà. Chị bên em nói là đang audit app mới rồi, còn app audit kịp hay không thì chưa chắc. Theo thông tin mà anh hóng được thì là có vẻ nó sẽ vote trên một cái side chain chứ nó không vote trên main chain đâu, nó có thể vote trên cái side chain. Và có một điều mà cái này chúng ta cũng phải nghiêm túc thừa nhận là đến giờ phút này thì toàn bộ cái kết quả mà vote của 9 fund trước là chúng ta không thực chứng được. Chúng ta không kiểm chứng được vì nó nó vote trên một side chain nhưng side chain ấy không hề public, và có thể sau này nó sẽ để lại vết để nó public sau, nhưng đến giờ này là chúng ta hoàn toàn không tự kiểm chứng được cái số liệu kết quả, tức là người ta công bố bao nhiêu là bấy nhiêu thôi. Thì cái này trên cộng đồng cũng có ý kiến rồi, cái đội nhóm họ cũng thừa nhận cái chuyện đấy, nhưng mà họ hứa là sẽ công khai ra một chuyện này sau. Trước là hút qua app, lưu hết server off chain rồi kết quả xong xuôi thì mới làm một giao dịch gửi on chain, đúng không? Thì sau này họ sẽ có evidence, họ sẽ công bố hết cái đó lên. Còn bây giờ voting on chain live, not sure nhé. Jimile có một cái evidence nào mà của đội nhóm là nói là vote on chain không? Yeah, cái video này bọn mình sẽ lưu lại ở trên cái kênh YouTube trong vòng khoảng sáng mai hoặc chiều mai thì nó sẽ có các bạn. Fund 10 các bạn nói là Fund 10 update nhiều quá nhỉ, giờ như mới, đúng không các bạn? Thậm chí là nó chưa kết thúc ở đây các bạn. Các bạn nhìn thấy là lúc bạn Hà trình bày có rất nhiều thông tin mà chúng ta phải chờ xem, thì mọi thứ sẽ còn thay đổi nữa. Và một trong những cái mình khá ngạc nhiên là riêng cái Catalyst này triển khai nó lại không có nghiên cứu về mặt học thuật. Hầu tất cả những cái mảnh ghép của Cardano nó đều có nghiên cứu về mặt học thuật trước khi triển khai, nhưng mà cái này lại là cái mà không có nghiên cứu về mặt học thuật, là cái cách mà voting rồi cái cách mà triển khai dự án này nó có vẻ mang ý cộng đồng, tức là đẩy cái mọi thứ ra cộng đồng, xong cộng đồng lao vào trong cái tranh luận, mà nó thiếu đi những cái hướng dẫn, những cái guideline, những cái sườn thì cũng hơi là lạ. Như cái ship 1694 chẳng hạn, hiện nay thì có rất nhiều các giáo sư rồi các cái lý thuyết trò chơi đưa vào để xây dựng những cái báo cáo về quản trị rồi phản biện trước khi mà đưa ra thực hành. Thậm chí là chúng ta có những cái phần bỏ phiếu của cái phần SPO trước trên main chain, sau đó mới mở rộng lần này. Catalyst đến giờ phút này mình cũng chưa thấy nó, thực sự là mình chưa hài lòng lắm với cách mà tổ chức Catalyst hiện nay. Đó có thể là một lý do hiện nay fund nó ra chưa được nhiều lắm, các bạn có 10, 17 triệu, 15 triệu đô la thôi, mà trong quỹ hiện nay là với khoảng 1 tỷ 270 hoặc 1 tỷ 3 đấy, thì nó tương đương khoảng độ hơn 300 triệu đô la mà ta mới được giải ngân có vài triệu thôi. Thì hy vọng là trong thời gian tới mà cái này nó được hoàn thiện thì cái fund nó mới đi vào cuộc sống hơn được. Rồi, đến giờ thì không còn câu hỏi nào thêm nữa, bây giờ cũng là 10 giờ rồi. Thì cảm ơn các bạn rất nhiều đã đến với cái buổi chia sẻ của ngày hôm nay. Cảm ơn bạn Hà rất nhiều về cái slide thông tin và tổng hợp rất nhiều thông tin đã giúp đỡ cộng đồng cập nhật thông tin rất là nhanh. Một lần nữa cảm ơn thêm Việt có Tim nữa đã tổ chức cái buổi hôm nay nữa. Hy vọng là sẽ còn nhiều thông tin cập nhật thêm các phần sau nữa. Các bạn cố gắng đón nghe bởi vì là chúng ta còn rất nhiều thông tin về phía sau này nữa. Rồi, chúc các bạn một tuần làm việc vui vẻ, chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các buổi livestream tiếp theo về sau này.